sợ cái áo xinh. Xinh ghê luôn á ba. Nè, tiếng nó còn phát cái này. Hello mấy chị. Hôm nay mấy chị phải mua sắm thiệt là thẳng tay cho em luôn nha. Hôm nay rất là xinh luôn, đồ rất là đẹp luôn á mấy chị. Trời đất ơi. Cái gì đi bà bốn nè. Không mắc không? Em nói với bà hôm nay mà bà không chốt là mấy chị tiếc, tôi nói thiệt với bà luôn. Tết này khỏi mặc đồ. Hôm nay mà không chốt thì thôi, Tết với bà khỏi mặc đồ cha đi cho rồi. Hello. Trời ơi, xinh lắm luôn á mấy chị. Chào ông Vinh nữa à, em xong hết rồi. Ông em chào ông Vinh già nữa là xong rồi đó mấy chị. Rất là nghe. Gì vậy ta? Coi có cái đầm xinh nào tặng cho cả nhà không nè. Rồi em tặng cho mấy chị một cái đầm xinh thiệt là xinh luôn nha. Nha cả nhà nha. Em tặng cho cả nhà một cái đầm xinh thiệt là xinh luôn. Trời đất ơi. Nhìn đẹp quá trời. Trời ơi, em nói với bà hôm nay mà bà không bỏ ra 5 xị để sắm đồ cho mình là có quá có lỗi với bản thân luôn nha. Em không có like quần nam đâu chị, khỏi phải yêu cầu. Ok chưa nè, quần nam em hết bán rồi, bây giờ mới like quần nam vậy đó. Vậy bỏ một bên nữa chị, chồng con bỏ qua một bên luôn, khỏi phải yêu cầu nha. Rồi chị nào mà chưa sắm đồ Tết, bạn mình chưa sắm đồ Tết thì vô lại liền cho em cái like này hôm nay luôn. Vô liền luôn nha, hôm nay bà đừng có yêu cầu em lái này lái kia lái nìa ní ní. Em mới like cái gì là em đã chuẩn bị rồi, khỏi nói nha. Chốt chưa nhà, bây giờ cho em nha. Cái gì ta, hơi bị xịn xò luôn. Trời đất ơi, cái đồng nó cung xỉu luôn vậy đó mấy má. Toàn là mã hot hôm nay, là làng hot nhau cả nhà. Làm một xíu đi, nhanh nhanh đi chồng ơi. Kéo cái rèm lại vậy dạ. Kéo mạnh lên, chỗ nào cũng vậy hết á. Rồi, chốt đây cho em. Không chưa? Ờ, chia sẻ like cho em nha. Ủa sao nó tối vậy ta? Thôi, nó im nha. Em có nó khỏi gột xuống được like luôn á. Bà chia sẻ like liền cho em nha cả nhà nha. Rồi cho em mã đầm 9.000 kèm số điện thoại đi. Vô cái đó. Vô một cái tặng một cái cho mấy bà đây đó. Đầm 9k kèm số điện thoại cho em nha cả nhà nha. Nơi này hôm bữa bán bên Nasukit á, mấy bà coi bên Nasukit mua không quá trời luôn, 30.000 cái à. Bên Nasukit á nha, ở bên Nasukit nó chốt đơn nơ đầy bên đó đủ mọi thể loại, mua 5-7 cái về chụp hình sống ảo chứ nói làm gì. Trời ơi chị Phương Nguyên tối nay em, chị nói thiệt với em luôn, quất luôn 200-300 cái về, bao lời đảm bảo lời, giàu đừng quên chị thôi. Rồi, cho em mã đầm 9k giùm em cho cái điện thoại đi. Qua coi nè, mini game một cái coi nó hấp dẫn coi nè. Đó, chia sẻ like nha mấy chị nha. Mini game thì phải chia sẻ like cho em, ok chưa? Như vậy thôi rồi, vô thả cho em một cái tim nha em á. Từ cái in nha. Ok. Cho em gọt cái nhiệt like cho in là khỏi gọt. Vô thì cho em xin một cái tim thả. Chia sẻ một lượt xe nè. Và chia sẻ cho em, đúng rồi, một lượt xe và chia sẻ. Một lượt xe và thả tim cho em nha cả nhà ơi. Ok chưa nè. Còn một chuyến dịch nữa là xong rồi đó, là em nghỉ Tết rồi đó, cho nên hôm nay ngày mai nữa, hôm nay với ngày mai nữa nha cả nhà ơi. Ok chưa nè. Đáng lẽ cái này là em để qua Tết em bán cho cả nhà khai xuân á, nhưng mà mấy bà cứ lấy thôi, với lại khách sĩ thôi. Thôi nè, em like luôn cho mấy chị luôn, em khui ra mở cho khách sĩ bán Tết cho nên em like luôn cho mấy chị luôn cho rồi. Rồi cho em mà xong chưa, xong chưa ba, tặng đầm 9k dùm em số tìm số điện thoại cho em, và nhớ điều kiện đơn giản phải chia sẻ live stream cho em 5 lần nha cả nhà nhé. Đầm 9k chia sẻ cho em 5 lần, ok chưa nè. Rồi lát nữa em sẽ đăng hình hết toàn bộ những cái đầm ngày hôm nay em like, thì ngày nào cũng vậy hết á.
Em live stream xong thì 2-3 ngày xong mới đăng hình. Đăng hình cho tiết chơi vui vậy thôi chứ hết hàng rồi. Ok cho nên mọi người cứ theo dõi live stream. Mua hàng nhà em mà đừng có nhắn tin. Thật sự không có chích tin nhắn đâu. Mua hàng nhà em cứ lên lên thẳng cái live stream nó vô thẳng cái live stream mặt em đang bán á. Xong rồi mình đặt hàng. Rồi nhân viên em mới gọi điện chốt đơn cho cả nhà. Chứ đừng có nhắn tin. Đừng bao giờ nhắn tin hết mấy chị nha. Nhắn tin là xong hết hàng rồi đó. Đợi cái lúc em đăng hình là hết hàng rồi đó. Rồi em sẽ quay cho một chị đầu tiên nhá, đầm 9k dùm em nha cả nhà nhá. Rồi quay một chị ngẫu nhiên đầu tiên 9.000 nè. Áo em đang mặc bữa nay cũng về nè. Trời ơi dễ thương, cái áo xinh sặc là luôn á mấy má. Đầm 9k dùm em kèm số điện thoại là có đơn nha cả nhà nha. Trời ơi hơi bị lâu. Nó đang cập nhật chia sẻ của mấy bà này. Có vẻ như mấy bà chia sẻ nhiều quá đúng không? Chia sẻ nhiều là nó thường hay cập nhật lâu một xíu. Nhớ chia sẻ like cho em một cái like thiệt là xinh xinh tươi cuối năm nha mấy chị nha. Rồi một cái like thiệt là xinh cuối năm đi mấy chị nha. Cho giờ cục sạc để cái này vào bấm bill nè. Rồi em sẽ quay một chị đầu tiên luôn. Đó là đầm 9k. Nè ok chưa nè, đầm 9k cái mã đầu tiên cho một chị đẹp này. Lát nữa em giữa like em làm lại tiếp. Ngày hôm nay là gần cuối rồi, hôm nay là like thứ hai, ngày mai mấy chị mua một ngày nữa là gộp like là đi đơn nha cả nhà nha. Ngày mai mới về like một ngày nữa nha. Mấy ít vài bữa nữa mấy bà muốn gặp em cũng không có gặp được đâu thiệt. Không dễ gì gặp em đâu mấy bà ơi, em đâu có like nữa đâu mà gặp. Rồi chơi đi video nè. Ok nè, kiểm tra thử có chia sẻ like không nha ba nhé. Video đầm 9k này các chị video. Ok trời đất ơi. Rồi chụp màn hình chia sẻ thì nhớ có chia sẻ thì chụp nhớ chụp màn hình lại cho em nhé, trước 21:39 là hợp lệ. Ok chưa nè. Rồi bây giờ em vô em bán luôn cho cả nhà luôn. Mã đầu tiên của ngày hôm nay là một cái mã xếp đi nhé. Không bán cái gì đây ta, trời ơi cái đầm này luôn đi. Thôi bán luôn cái đầm này luôn đi mấy chị, bán luôn cái đầm này đi cho sốc, bán luôn cái này luôn cho sốc luôn. Đó đó, nhưng mà em không biết ngày nào, từ từ đi em rảnh ngày nào không gì đó. Rồi cho em mã này giùm em đi, một cái đầm trắng non. Trời ơi hơi bị xịn. Rồi cho em mã gấm trắng giùm em với chị, nhìn giùm em cái hàng nè. Hàng lốt hai lớp xịn sò có mút ngực mấy biết thường các chị thường biết cái mã này nó quá hot rồi đúng không? 54-55 ký mét 6 độ về mặt ok cho em. Chốt giùm em mã gấm trắng cho em nha cả nhà. Giá em bán đầu like cho cả nhà luôn là 99.000 kèm số điện thoại, riêng cái mã này thôi nha. Rồi một mã bán tri ân cho mấy chị 99.000 kèm lượt chia sẻ like giùm em nha. Rồi chốt cho em mã trắng 99 kèm số điện thoại là có đơn nha cả nhà nha. Không có nhiều đâu cả nhà ơi, có đúng mấy cái thôi. Rồi gắm trắng 99.000 giùm em kèm số điện thoại là có đơn. Gắm trắng nè, kèm số điện thoại cho em nha là có đơn nha cả nhà nha. Bình Yên ok nè, Lưu Như Hồng Ngân nè, Phương Nguyên 4 nè ok nè, Hồng Chi ok chị yêu nè, Hồng Chi ok nè, Trần Thảo ok nè, Lưu Như số điện thoại em Đông ơi. Nguyên ok, không có số điện thoại bỏ qua luôn đi. Rồi Hoa Biển Ngạn ok, Thoa Nguyên ok, Trâm Nguyên ok. Không Viên Ngô ok, Phương Nè ok, Huyền Trang ok, Nguyễn Hoàng Kiều My ok, Thoa Nguyễn ok. Rồi chốt thì em mã gắn trắng thì em kèm số gọi là có đơn nha. Em bao một tổ nó dày rồi nè mấy chị. Ngô Thị Tuyết Ngân ok nhá. Trâm Nguyễn có đơn rồi nha. Trần Thảo ok rồi chị ơi. Nguyễn Thanh Tuyên ok. Huệ Trinh ok chị yêu. Dung Nguyễn ok luôn. Rồi chốt giùm em mã đầm trắng 99.000 hoa cao ok chị yêu nhé. Chi Ba ok người đẹp luôn. Rồi chốt giùm em mã đầm trắng 99.000 kèm số điện thoại là có đơn. Trời đất ơi. Lâu Nhi ok rồi, Tiên Phạm ok người đẹp luôn. Rồi Bùi Trâm ok luôn, Bùi Thị Cúc ok luôn, Huỳnh Như ok luôn, Bích Hậu ok luôn, Hồng Cẩm ok luôn. Rồi qua mã đi mấy chị. Qua mã một cái mẫu quần jean. Em nói bà hôm nay cho khô máu với bà luôn. Coi như vừa bán vừa tặng cuối năm chi ăn cho mấy chị đi ha. Vừa bán vừa tặng cuối năm chi ăn cho mấy nhà đi ha. Rồi cái này cho em quần jean giùm em có 3 size SML. Qua mã là xong em ơi, qua mã là xong nha. Nói chung á chị nào mà thấy mà mình mãi không được chốt đơn hoặc không thấy ẩn bình luận hay sao thì mình chia sẻ cho em cái hoặc tương tác nhiều nhiều lên lát nữa ra. Trời ơi cái quần này mấy chị. Hàng nè, mấy bà biết riêng nó thiệt chứ. Nhớ quần riêng tóc đỏ nha em không cả nhà. Thiệt sự luôn á. Nè, cái chị mặc thiệt luôn á, mặc hết cái áo như thế này. Quần ống bắp ra như vậy cho em. Trời ơi. To giãn giùm em luôn nha.
chưng cực kỳ. Rồi chốt cho em mẫu quần này dùm em 3 size SML, lưng là siêu cao luôn nhá. Hàng này co giãn dùm em. Rồi size S cho em tầm 48 kg đổ về. Size M cho em là 51, 52, size L cho em là 54, 55 kg mới 6 đổ về nha cả nhà nhá. Chốt cho em mẫu quần bát này. Ngày hôm nay em vừa bán vừa tặng cho mấy chị với cái giá là bao nhiêu ta? 105 kèm số điện thoại cho em. Rồi chốt dùm em mã quần kèm size 105 nha cả nhà nhá. Không có nhiều đâu mấy chị, thực sự luôn á, bình thường mấy chị thấy đó, quần jean nhà em mã 100-200 cái là bình thường, nhưng mà bữa nay không có nhiều đâu. Một mã nó chỉ có tầm vài chục cái thôi nha. Học chi có tấm đắng rồi chị ơi. Rồi quần jean đủ size cho Phương Nguyên nè, ok nè, lấy gì lấy đủ. Lấy một ri cho nội nè, Phương Nguyên nè, ok nè. Quần jean 105 kèm số mọi cái gì vậy? 62 chốc vậy? Anh Tô Thị quần xoay màu, ok chị yêu nè. Sao vậy? Buồn nha, tôi cắt quần mới to. Nếu mà rớt mẫu là em để đâu lại đầu đầu năm em bán á, chứ không bán bây giờ đâu. Nguyễn Hoàng Kiều My size L nè, ok nè. Nguyễn Hoàng Kiều My size L ok nè. Rồi tao bỏ qua đi. Thôi vậy thôi, được chưa em thôi nha mấy bạn nha. Em để đầu năm em bán luôn cho nó nguyên vẹn một cái. Phương Nguyên Harry ok, Phương Nguyên Harry ok nè. Để đầu năm em bán cho nó nguyên vẹn một cái hàng viên ngô size S. Có rồi em. Viên ngô size S nha. Rồi. Được chưa? Rồi bây giờ em qua mã nha cả nhà nhá. Trời ơi mấy chị coi nè. À. Cái này bà nhỏ cái ba lô có không? Ba lô có này siêu dễ thương luôn á. Thực sự luôn á nè. Có hai cái dây, nhìn giùm em cái hàng nha. Ba lô nè, dễ thương lắm luôn á. Tết này chẳng lẽ mấy bà không đi chụp hình sống ảo, không đi du lịch, không đi chơi đúng không? Rồi, cho em mã ba lô này cho em nè mấy chị, dễ thương lắm. Nè. Xin lời cho Mai Trúc Ly. Ok. Em nói mấy bà hôm nay em đủ đủ món ăn cho mấy chị luôn á. Thật sự luôn á. Dễ thương cùng. Nói thiệt với bà dễ thương vô cùng nè. Nhét gì vô ta cho nó phồng lên cho nó đẹp nè, cho mấy chị coi cái hàng của nó nè. Ok chưa, cưng chưa? SL cho Linh Thùy ok, S cho Tuyền Lê ok. Rồi sao giờ mới lên, ủa sao kỳ vậy? Rồi cháu giùm em mã ba lô kèm giá giùm em nhé. Ba lô 69.000 kèm số điện thoại là có đâu. Có nhiều đâu mấy chị, có nhiều đâu. Ba lô 69.000 có đúng 11 cái duy nhất. Hàng bao đẹp cho mấy chị luôn. Rồi ba lô giùm em 69.000 kèm số điện thoại là có đơn. Đó ba lô 69 nha bạn nha. Ba lô 69 có 11 cái. Không có nhiều đâu mấy má. Trời đất ơi, em đang cho phá giá mấy bà luôn. Bữa coi vui vui nè, cháu đi ba. Ưu tiên cháu cái chị nào chia sẻ like. Ok chưa, cuối năm rồi, vừa bán vừa tặng. Rồi cháu đi. Phương nè 69. Ok. Vũ Thị Dung 69. Ok. Via Via 69. Ok. Tiên Lâm. Ok. Nguyễn Lam. Ok. Thanh Trúc Nguyễn. Ok. Nguyên Nguyên. Ok. Nhung Nguyên. Ok. Đông Nguyên. Ok. Hoa Nguyên. Rồi hết. Hết. Hết rồi cha. Không có nhiều đâu mấy má. Có đâu. Có đâu mà con mình em nói thiệt. 200 cái bán cũng hết nữa. Có đâu, hết hàng rồi. 11 cái à. Trời đất, trời ơi, coi nè. Một cái set nha. Một cái Worcester xanh. Một cái quần caro lưng siêu cao. Hàng đỉnh không mấy má? Đỉnh không? Rồi, chốt cho em mã này set caro dùm em nha cả nhà nha. Mấy cái giá tới nữa luôn, 99.000 kèm số điện thoại. Cho dùm em mà set caro 99.000. Con này cho em 55-56 kg độ về mặt ok dùm em nha cả nhà nhá. Rồi set caro 99.000. Một cái hoodie. Một cái quần caro 99.000. Cho dùm em mà set caro 99.000 kèm số điện thoại là có đơn nha cả nhà nhá. Em có đúng ba lấy ra em vợ đi coi. Rồi set caro 99.000 dùm em kèm số điện thoại là có đơn. Ok chị nào có số điện thoại và có chia sẻ like nha cả nhà. Hôm nay số lượng nó không có có hạn, nó không có nhiều. Ừ đúng rồi đó. Rồi set caro nè. Đây phải không? Ừ. Set caro cho Kim Thắng, cho Nguyễn Thị Cẩm Thông Phúc, cho Nhung Levi là ba, cho Trần Thúy An, ok nè, Trần Thúy An nè, ok nè, Trần Thúy An nè, ok nè,
Trần Thúy An nè, cho Thùy Trang Nguyễn Thị nè, ok nè. Trong Hoa Nguyên nè, ok hết ba lô rồi Kim Anh. Trong Hoa Nguyên nè, ok nè, cho chị Hạnh Tô Thị ok nè, cho chị Thảo Tâm ok, chị Yêu nè, cho chị Kim Thắng có rồi, cho Uyển Nhi ok nè. Dinh Tây Lời cho Linh Thùy ok nè, set caro 99.000. Trời ơi. Rồi, chốt cho em mã set caro 99.000 nha cả nhà nha. Cũng không cần có nhiều đâu mấy chị, bởi vì sao? Không có đủ hàng hồi nắng đâu mấy chị đâu, đảm bảo luôn. Lily Nguyễn set caro nè, ok nè. Rồi, em lên luôn ngay cái áo em mặc luôn, hay vừa luôn cái áo em mặc luôn. Ở đâu đây ta? Áo hiếu mặc. Giờ có cái nào tạo sản phẩm 99 nha không vậy? Không, cái này đâu có bán phải đồng giá đâu mày. Nó đổ cực thôi. Nè. Mấy chị nhìn giùm em cái hàng nè. Ở phía sau của nó là lưng chung nha mấy chị nhìn nè, thấy chưa? 60 kg độ về mặt ok cho em luôn. Riêng cái này, cái tay của nó là mấy chị siêu phồng. Cái này nó cũng bao chung luôn, 60 kg độ về mặt ok cho em luôn nhé. Nè, ở phía sau của nó là chung. Thấy không? Ngực này 100 mấy luôn á. Rồi. Set caro còn ba ơi. Hết rồi. Hết set caro rồi nha chị yêu ơi. Rồi, mình qua mã nha, mình qua mã khác nè mấy chị. Mua được mã này thì mình chốt mã Uyển sau. Uyển Như cho xuống thoại em ơi. Mua hàng không có số điện thoại vậy mấy chị ơi. Mấy chị ơi, bên em shop em không có đồng chuyển hàng, chị nào ok tin tưởng mua, còn không thì nói em xả ra để em bán cho bạn khác nha mấy chị nha. Để mai là ngày mai ngày kia là em nghỉ rồi, em không có xả đơn mất công, không có chốt đơn, không có sale lại nữa đó mấy chị nha. Em không đồng chuyển hàng, shop không đồng chuyển hàng, chị nào ok tin tưởng thì chốt đơn, còn không thì nói liền luôn trên live luôn thì em để em xả ra luôn nha cả nhà nha. Rồi, để đừng để mất thời gian của nhau. Rồi chốt giùm em mà áo hiếu mặc giùm hiếu 69.000 65.000. Rồi cho em mã áo hiếu mặc 65.000 kèm số điện thoại cho em, rút dây lên. Mình thích rút cỡ nào mình rút, thích ngắn thì mình rút ngắn, thích dài kêu vô chết mẹ rồi rút rồi, rút lố mất rồi, chết chưa mất cái áo rồi đó. Không sao, mai ba luôn lại cho vợ cái này với nha. Lố cái nào mà có rút là rút. Lố rút lố mất. Rồi, tôi đi. Mình thích ngắn thì mình rút ngắn, thích dài thì mình rút dài nha mấy má. Rồi, tao em ạ. À, bữa nào em bán đồ đẹp lắm phóng thích trời. 65.000 áo hiếu mặc 65 kèm số điện thoại. Rồi áo hiếu mặc nha, 65.000. Trời ơi. 500 phương nguyên nè, ok nè. Đó, áo hiếu mặc nè, 65.000 kèm số điện thoại nè. Cho chị Thủy Thanh ok nè, cho chị Nhung Nguyên ok nè, cho chị Hồng Chi ok nè. Cho chị Ly Nguyễn Caro ok rồi chị nhé. Thanh Trúc Nguyễn xếp áo hiếu mặc nè, ok nè. Chi Bay áo hiếu mặc nè, ok nè. Trâm Nguyên áo hiếu mặc ok nè. Chị Lưu Như áo hiếu mặc nè, ok nè. Thư Nguyễn áo hiếu mặc ok nè. Nguyễn Thanh Tuyên ok, Bảo Cẩm Nhung ok. Anh ok. Nhung Nguyên có rồi chị ơi, có mình một lần giùm em với Thắm Nguyễn ok, Môn Lê ok. Uyển Nhi cho số điện thoại rồi nè. Áo hiếu mặc anh có rồi chị ơi. Thư Nguyễn có rồi, Nina Nguyên ok nè. Hoàng Yên Lê ok nè. Linh Vũ ok nè. Thảo Nguyễn, cô Thảo Nguyễn ok nè. Rồi áo hiếu mặc giùm em nhé. 65.000 kèm số điện thoại là có đơn. Rồi, chốt giùm em mã áo hiếu mặc 65.000 kèm số điện thoại là có đơn nha cả nhà. Ui, set caro còn này 3 set. Chết cha, nãy chị nào chưa chốt lại giúp em với set caro em còn 3 set nè. Áo hoodie với lại quần caro đen. Áo hoodie với quần caro đen giùm em nhé. Rồi em lên cho mấy chị một cái mã đầm. Buồn quá, hết muốn bán quần jean luôn mấy chị. Áo hiếu mặc cho Lê Hoàng Tú Uyên ok, set caro 2 cho Phương này ok. Rồi. Một chiếc đầm gạch đỏ. Trời đất ơi. Lát nữa em trả hình cho mấy bà. Kèm beo. Mặc tết là đúng bài luôn á. Set caro cho Lê Phương, Lê Phương Trúc ok chị yêu luôn. Ship đồng giá 30.000 nha em ơi. Nãy em hỏi đó. Trời ơi cái đồng. Em nói thiệt mấy bà nha, mặt nó sang. Cuối năm em nói thiệt, cái hàng này người ta bán 300 mấy là chuyện bình thường đó mấy chị. Thì sự cái hàng này người ta bán 300 mấy là chuyện bình thường luôn. Nó may hình bóc cánh hoa, cái gì hoa tulip hả ta? Gì đó, quên mẹ nó, cái hoa gì quên mất rồi ta. Nói chung là lát nữa em trả hình cho mấy chị. Lát nữa em trả hình cho nha. Rồi chốt cho em mã gắm đỏ giùm em, kèm số điện thoại cho em. Chốt em mã gắm đỏ, em có đúng 10 cái duy nhất thôi cả nha. Gắm đỏ 10 cái duy nhất thôi, 109.000 kèm số điện thoại cho em. Gắm đỏ tầm 55 kg đổ về em bao sang cho cả nhà luôn. Lát nữa em đăng hình lên là mấy chị ghiền luôn nha. Tất cả các đầm ngày hôm nay em bao cho mấy chị tiệc tùng thoải mái luôn. Hàng này là em để dành em bán đầu năm đó cả nhà, nhưng mà không phán khích quá bán luôn cho bà luôn. Rồi cho em mã gắm đỏ, cho em cái động lực em bán hàng đẹp cho mấy chị đi. Rồi gắm đỏ có đúng 10 cái duy nhất, chốt đi ba.
Bây giờ thôi, bây giờ đó, à đó nữa hả? Có kìm bêu không? Đó đúng rồi đó, cái, phải làm cục đó nữa hả? Không, có cái à. Rồi gấm đổi giùm em nha, 109 kìm tôi hỏi. Từ từ nha, cái gì mấy bà quíu là em quíu luôn á mấy bà. Rồi, gấm đỏ nè, gấm đỏ cho Kim Anh. Gấm đỏ cho Phương Nguyên. Phương Nguyên 6 nè, Kim Anh nè. À, Hồng Ngân ok, đây. Đây. Hồng Ngân nè, ok nè. À, Hồng Ngân có rồi, Nguyễn Hoàng Kiều My ok, Quỳnh Hoa ok, Hồng Chi ok. Phương này ok. Phương Nguyên thêm 4, Nguyễn Thanh ok. Quỳnh Nga ok, Chi Bay ok, Nguyễn Hoàng Kiều My ok rồi, Hồng Ngân có rồi. Anh ok, Như Bình ok, Trần Kim Ánh ok, Yên Bình ok, Tiên Đặng ok, Phạm Kim Ngân ok, Nina Nguyên ok, Võ Tạm Nhung ok, Lý Hằng Nguyễn ok. Đây một chiếc con điện thoại nha. Rồi, chúng nó đây. Nè, Thúy Hằng Nguyễn ok, Thoa Nguyễn ok, Kim Anh có rồi, Bích Ly Nguyễn Thị ok, Phương Mè có rồi, Hà Bui ok, Quỳnh Nga có chưa ba? Quỳnh Nga chưa. Quỳnh Nga, Tiên Phạm ok, Úc Hảo ok, Nguyên Nguyên ok, Ngọc Bích ok, Trần Thảo ok, Minh Châu, Minh Châu ok, Uyên Vi là hết. 109, Uyên Vi là hết rồi. Bây giờ em qua cho mấy chị, em có bấm 2 view nha ba nha. Rồi em qua cho mấy chị nào không mua được màu đỏ thì mình chuyển qua màu trắng thôi. Thiệt sự hàng hôm nay không có nhiều mấy chị. Em thiệt sự cả nhà luôn, hàng hôm nay không có nhiều lâu. Nên mình thích cái mảnh nào là mình chốt liền cho em, không cần phải suy nghĩ giá. Riêng cái gì chứ riêng nhà em nếu bán cho mấy chị là mấy chị không cần phải suy nghĩ giá đâu. Chẳng lẽ mấy bà nhận hàng trên tay rồi mấy bà còn suy nghĩ nghi ngờ về em nữa nè mấy bà. Thiệt sự đúng không? Không cần phải suy nghĩ nữa. Y như vậy trong quá trình nhìn em, nhìn em cắt chặn ảnh chất hàng của nó nè. Rồi qua cho em mã gấm trắng đi, chị nào không chốt được gấm đỏ thì mình qua mã gấm trắng giùm em nha cả nhà nhé. Nó kèm một cái bêu như vậy nên dễ mặc mấy chị. Hình cánh hoa dưới này, trời ơi. Rồi chốt giùm em nếu mã gấm trắng giùm em nếu mấy chị nhé. Gấm trắng giùm em 109 ra kèm số điện thoại là có đơn giùm em nha cả nhà nhé. Rồi chốt cho em mã gấm trắng, gấm trắng nè. Trời đất ơi đẹp lắm mấy chị, hàng hôm nay nó nhức cái mắt luôn á. Em có 25 cái. Gấm trắng em có 25 cái nha cả nhà nhé. Rồi Phương này nè, Yến Thiếp nè, Nina Nguyên nè, Hoàng Yên Lê nè, Hoa Nguyễn nè, Sushi Misu nè ok nè, Nguyễn Huyền Nhung ok nè, Nguyễn Thị Cẩm Tú nè ok, Bùi Thị Kiều Phương ok nè, Yến Thiếp có rồi nè, Trương Lê Phương Gốc ok, Hồng Chi ok, Bùi Thị Kiều Phương có rồi, Bình Yên có rồi, Bình Yên ok, Nguyễn Ngọc ok, Phương Nguyên 10 ok luôn, Phương Nguyên 10 ok, Thẩm Mỹ Tuyết Hương ok luôn. Rồi em còn 4 cái. Thủy Tiên ok luôn, em còn 3 Huyền Trang Dương ok luôn. Đúng không bà? Phương Nguyên có 10 rồi. Huyền Trang Dương hình như còn 2 rồi. Bây giờ em qua tiếp cho mấy chị một cái mã nữa. Trời ơi, em nói thiệt em không biết bắt đầu từ đâu luôn á bà. Rồi một cái áo đi ha. Qua cho cả nhà một cái áo đi ha. Nghe được không biết rồi. Sợ luôn á. Do biết người ta không? Em định nghĩ tới sớm nhưng mà thôi chắc là biết được. Chính là ấy, ông Vinh ổng kêu thôi để qua Tết nghỉ vài bữa đi chơi sướng hơn. Cho nên nó đáng lẽ cái lô này là em bán thay chuông. Mà nghỉ đi nghỉ lại thôi. Bán thứ năm luôn đi, thay chuông. Có lô khác, mua lô khác. Rồi, áo yếu mặc 65 rồi. Rồi cho em mặc áo này mấy chị, nhường như em nè. Trời đất ơi. Cho em mã cam giùm em kèm số điện thoại. Chốt cho em mã cam giùm em kèm số điện thoại giùm em nhé. 65.000 cam. Cho em mã cam dùm em 65.000 kèm số điện thoại là có đơn. Cam 65 dùm em kèm số điện thoại là có đơn như thế này nhé. Chốt em mã cam 65.000, 60kg đổ về mặt ok cho em nhé. Cam em có 5. Chốt cam dùm em 65.000 kèm số điện thoại. Rồi một cái cục lẻ nè. Đây nữa nè, cái này nó đỉnh là nó mắc. Cam 65 nè. Cam dùm em nhé. Cam cho Nguyên Vi, cam cho Thanh Trúc Nguyễn. Cam có bao nhiêu phải không ba? Ủa? Ủa giờ nhớ giờ rồi rạc ở đâu dưới này có không thôi. Ở khui hết chưa vậy? Hết rồi. Chiều trở về mấy bao? Chục bao. Mấy bao chính xác là mấy bao? 9 bao. Có ở dưới này hình như vậy có gì vậy? Thanh Trúc Nguyễn đúng không? Phương Nguyên, Nhung Nguyên, Phương này ok,
Phương Nguyên có rồi, ok em. Nè mấy chị, cái đầm này em nói thiệt luôn, thiệt sự luôn á, cách đây khoảng 10 đến 15 ngày, 10 đến 15 ngày ở vị trí của em mà đi lấy sỉ là 190 đến 200 ngàn một cái. Thật sự luôn, những cái đầm này là em bao cho cả nhà tiệc tùng cuối năm thoải mái cho em luôn, bao sang chảnh luôn, không cần thiết mình phải bỏ ra 300-400 ngàn để mình đi mua cái đầm đi tiệc đâu. Em đảm bảo mấy chị, những cái đầm này có thể làm mấy chị lung linh được rồi, không cần. Tại vì hàng này là em lấy hàng là ngang hàng, cái hàng đó không biết là thiệt sự luôn á. Rồi nhìn giùm em cái hàng nè, thấy chưa? Rồi chốt cho em mã trắng nơ giùm em kèm số điện thoại, trắng nơ giùm em 109 ngàn trắng nơ. Chốt cho em mã trắng nơ 109 kèm số điện thoại là có đơn nha cả nhà nhé. Trắng nơ 109 ngàn kèm số điện thoại là có đơn luôn. Đầm này em bao cho mấy chị tiệc tùng thoải mái cho em luôn. Rồi chốt em mã trắng nơ nha cả nhà nhé. Trắng nơ 109 ngàn kèm số điện thoại. Cái này mã bao nhiêu đây? Trắng nơ cho em nhé, 109 kèm số điện thoại là có đơn. Trắng nơ cho Nguyên Nguyên, cho Khánh Ly, cho Thí Hằng Nguyễn, cho Vương Nguyên Bấu, Thu Thí Hằng Nguyễn có rồi. Trắng nơ hai cái cho Nguyễn Lê Phương Trúc, ok người đẹp luôn. Chốt em mã trắng nơ giùm em nhé. Trắng nơ cho Huỳnh Yến, trắng nơ cho Lê Thảo, ok. Khánh Ly có rồi, Diệp Trần ok, Phương Nguyên có rồi, em yêu ơi, Huỳnh Yến có rồi luôn. Rồi chốt em mã trắng nơ là được nha mấy chị nha. Một lần thôi là được rồi mấy chị, một lần thôi là có đơn nha cả nhà nhé. Rồi em đang định like cái gì em quên mất mẹ bài nó mất cái bài. Em rấu đĩa mất, rấu đĩa đậu hình mất đây nè. Ủa thiệt có chơ, rấu đĩa đậu hình luôn. Ta biết cái set này người ta bán cho mấy chị bao nhiêu không? 2 xì là ít. Cái set giả đây nha, người ta bán cho mấy bà 2 xì là ít, đúng không? 2 xì là ít nha mấy chị nha. Ok chưa? Trương Lê Phương rất có rồi nha em nhé. Rồi đặt từ nhỏ lấy dùm chị, đừng có xả đơn nha. Đặt chi hai cái vậy mày nội, chưa mua lần nào bên yếu không có việc đồng kiểm hàng đó nha. Mai rồi cái rồi hả, rồi kiểm hàng rồi xả đơn, tôi phải cào gà ra luôn á mấy chị. Cái này mới rồi, hàng này người ta bán cho mấy chị 2 xì là ít. Rồi chốt cho em mã xích dạ này cho em nha. Set này thì em nói luôn 52-53 ký độ về, ok chưa nhá. Rồi cho em mã, em bao hàng cho cả nhà luôn nè, cho đi so sánh. Nếu mà nói về so sánh giá, trước tiên là mình phải coi cái chất lượng của nó như thế nào được. Cái một cái hình nó đăng lên thì nó bán giá nào cũng có hết, thật sự. Nhưng mà mấy chị phải coi nè, em cho mấy chị cầm cái chất này đi luôn, so sánh như thế nào luôn, ok chưa? Không có nhiều đâu mấy chị, em ưng em nói em tào lao vậy đó chứ có nhiều đâu, chắc chắn luôn. Bây giờ mua à, em không cần hỏi giá đâu, tầm 52-53 ký đổ về thôi. Chốt cho em mã đúng mã luôn, từ từ đừng thích dạ, kèm giá vô em mới chốt. Rồi xếp dạ cho em, xếp dạ 125 kèm số điện thoại. Xếp dạ 125 thôi mấy chị, kèm số điện thoại nha. Rồi xếp dạ 125 em có mấy xếp thôi à. Xếp dạ 125 nơ trắng này ba nè, nơ trắng có tiếng không? Xếp dạ 125 giùm em nhé, nè nơ trắng đó. Xếp dạ 125 kèm số điện thoại, có mấy xếp là đâu có nhiều đâu mấy chị. Rồi em chốt nha, có 125 là em chốt nha cả nhà nha. Vi Nguyễn nè, Thắm Nguyễn nè, Anh Ngọc nè, Sushi Misu nè, Sushi Misu nè, Uyển Nhi nè, ok nè, Trần Kim Ánh nè, ok nè, Hoa Cao ok nè, Uyên Vi ok nè. Rồi ba coi hết cầu không? Hết rồi, cái này bấy nhiêu đó thôi. Hả? Cái này chưa có bấy nhiêu thôi. Ý là coi thử đủ chưa? Đủ chưa để giờ chốt tiếp. 4, 5, 2, 3, 4, hết rồi. Rồi hết tất dạ rồi mấy chị. Hết xếp dạ rồi nha, mình qua mã khác. Hôm nay em nói thiệt với chị luôn, bà nào không coi tiếp, chủ nhật cũng bà chơi hết rồi đúng không? Không cần phải đi ra shop mua đâu, bởi vì cái này là cũng giống như một cái shop nhỏ trên bà rồi. Gì cũng có hết. Trời ơi, coi nè mấy má. Shop thì chơi được nhiều. Chưa chắc đâu, em nói thiệt, chưa chắc đâu. Nó đẹp đâu mấy bà. Má ơi, tôi nói thiệt với mấy bà luôn á. Không cưng em không ăn tiền mấy bà luôn, em bao sang xịt mịn cho mấy chị luôn. Nhìn nè, chẳng lẽ mấy bà không biết được phân biệt hàng hóa đúng không? Chẳng lẽ mấy bà không biết phân biệt hàng hóa cái nào là hàng ấy lên đúng không? Rồi chốt giùm em mã xếp gấm giùm em, xếp gấm trắng giùm em kèm số điện thoại giùm em nhé. 109 nha, chốt em mã xếp gấm trắng. Cái này cho em là 54-55 chứ đổ về, em bao sang cho mấy chị luôn, mặt sang lắm luôn á, có cái hình trời. Rồi cho em mã xếp gấm trắng giùm em, 109k kèm số điện thoại là có đơn. Đâu rồi trời, chưa tải hình gì, chưa tải hình gì rồi cái này. Nè cái này là đầm nơ trắng lúc nãy nè, đầm nơ trắng lúc nãy nè, đẹp chưa?
Trời đất ơi, nè, cái này là hình chụp cận cảnh của nhà đó luôn á. Rồi xếp cắm trắng đi bơi. 109 kèm số điện thoại. Chỗ đi. Từ từ nha, cái này là mã 199. Rồi ok, từ từ nha. Rồi xếp gấm trắng. Cái gì vậy trời, cái gì vậy trời, mấy má. Mua trộm cho kỹ nha, đừng xả nha. Hà Thị Biển Hạnh ok. Thắm Nguyễn ok. Nguyễn Huyền Nhung ok. Thoa Nguyên ok. Bình Yên ok. Quỳnh Như ok. Anh ok. Phương Nèo ok. Hồng Ngân ok. Hồng Ngân ok. Quyên ok. Siêu Hà ok. Anh có nhiều lắm nha chị nha. Bên em không có đồng chuyển này nha. Quyên cũng vậy nè. Siêu Hà rồi, Hà Thị Mỹ Hạnh rồi. Quyên Vi nè, Lê Thanh Trúc, Trương Lê Phương Trúc, Phạm Hương, Đục Phá Hoa Hậu, Phương Nguyên 4, Lê Thảo ok, Lan Anh ok, Nguyễn Thị Cẩm Tú ok, Hoàng Anh ok, Anathy ok, Áo Hiếu Mặt 65.000, Nguyễn Huyền Nhung ok rồi đúng không? Hồng Ngân ok, Huỳnh Ngọc ok, Vũ Thị Dung ok. Rồi còn 2. Môn Lê ok. Đâu rồi ta? Một năm cái mới để đâu rồi. Môn Lê ok. Lan Anh ok. Rồi hết. Hết chấm trắng rồi mấy chị yêu ơi. Hết rồi nha. Rồi giờ em qua một cái mặt tụt quần luôn, bán lỗ mà nó tụt quần luôn đó mấy bạn. Bây giờ cái cục kem kem gì đó đi ba. Đó. Trời ơi cái này nè, cái này nè mới hút dẫn nè mấy chế. Kem có ít vậy hả? Ủa đâu gắm không vậy? Còn hết. Còn cục năm nữa mất hơi yêu rồi, mới chắc ở đâu rồi quay mẹ lắm. Đây nè, còn cái xếp cắm vẫn còn. Đây nữa nè, xếp cắm vẫn còn nha, tới đâu rồi? Tới Nina Nguyên nè, ok nè, Huỳnh Ngọc có luôn nha chị nha. Huỳnh Ngọc có luôn, Tâm Nguyên có luôn. 20 rồi đó. Rồi ok, có rồi đó. Thì 25 dư ra đó, dư ra 5 cái đó. Bình Yên hả? Làm đỏ đâu chụp màn hình đi. Gửi qua tin nhắn ngay Hiếu sẽ nói nhân viên ưu tiên để lại cho chị một cái. Mấy chị ơi, em nói thiệt luôn, những cái này các bạn đi tiệc cho em liền luôn á trời. Em nói thiệt luôn á mấy bà. Ghiền luôn á mấy má. Mấy bà đi tiệc em nói thiệt luôn á. Trời đất ơi, không ghiền không lấy tiền đâu. Xinh quá, em nói rồi. Mấy cái đầm em nói thiệt hôm nay là nó nhức cái nách luôn vậy nè mấy má. Coi nè. Đi mua kiếm hồng ra đó. Không thiệt. Nhiều lúc bây giờ mấy em nói thiệt kêu là bây giờ mấy bà có nhiều tiền đi đúng không? Trời cái chất này đẹp ghê luôn á. Cái chất của nó là nó siêu sàn như vậy nè mấy chị. Mấy bà có nhiều tiền đi đúng không? Kêu tao thích cái đầm này quá, bây giờ nghi bán cái này, bây giờ mua đâu chị? Nhưng mấy bà đi kiếm cũng có luôn, không biết chỗ nào bán. Thật sự luôn á, chứ không phải là mấy bà có tiền là mấy bà mua được đâu. Dây nè, trời ơi. Chất vải nè mấy má. Trời ơi, rồi cho đó em mã Siêu Hà ơi. 2 dây trắng dùm em kèm số điện thoại 109.000. Chốt em mã 2 dây trắng dùm em nha mấy chị, đẹp lắm. Thật sự luôn á. Rồi chốt em mã 2 dây trắng dùm em nha. Cái này cho em, cái vải này nè. Đi cho đẹp một xíu đi. Cái này tầm 55-57 ký mặt ok luôn. Cái vải này nó có độ cao giảm nhẹ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì cái này là eo là nó dưới chân ngực, bụng nó dưới đây nè, nên nó che bụng mình rất là tốt. Cái thứ ba nữa là vú thì tới đâu thì tới đó thôi, dây thì mình rút được, ok chưa nè. Rồi chốt giùm em mã 2 các bà nào mà đi chơi Tết năm nay là sống ảo là vô bờ bến luôn. Rồi 2 dây trắng giùm em nhá, than cổ luôn á trời. Phạm Hương ok. Hà ru của bả là mấy cái đầm 2 dây ngực gì nè, Lương Chạy Xuân Đốt không phải bánh bèo, ru của bả là ru quần maxi hoa rồi cúp ngực gì đó. Quỳnh Hoa ok, Hồng Chi ok. 2 dây cho Duyên Duyên. Trương Lê Phương Trúc có chưa? Bình Yên ok, Phương Nguyên 2. Rồi. Như Bình ok. Như Bình ok rồi. Quỳnh Hoa có rồi mà đúng không? Sao tụi bay của mình đi lại hoài vậy bay? Nguyễn Hằng ok, Ngọc Ánh ok. Lê Thảo ok. Phan Yến đặt hàng xong rồi xả đơn này chị nè. Phạm Kim Ngân ok. Thấy mấy chị hết đó. Hoàng Yên Lê ok. Đây nè. Phạm Hương ok. Ok cái gì đó. Hoàng Yên Lê ok nè. Rồi có giùm em nha. Cái trà của cùng Vinh Thí này. Để lương lương này mấy mắt. Tối nay phải 3 giờ 4 rồi mới xong việc. Chết rồi đó. Tối nay là chết luôn á. Tối nay là tới sáng mới gà luôn á.
không ghiền, không ăn tiền đâu. Trinh Nguyên ok chị yêu luôn. Rồi, có thùng em áo yếm mặt 65.000, chị nào đó yếm mặt thì có hết mặt nha, 60kg độ về mặt, cho chú thế cho em luôn. Trời ơi, con này mát. Ru của ai thì chốt lẹ cho em chứ nói làm cái gì. Nhìn nhìn, những cái đầm này sang chảnh như này mấy chị đi mua toàn là 200 mấy, 300 mấy là bình thường. Ru của ai thì chốt lẹ thôi, không đáng phải suy nghĩ nữa, thiệt sự không đáng phải suy nghĩ mấy cái hàng này. Ru của ai thì chốt lẹ làng lên cho em nhé. 55kg về mấy chị nhìn cái phong của nó đã không. Ừ, nó hết cho nó bán cho mấy bà là ghiền luôn á. Rồi cho em mã cái này là cột nơ đi. Cho em mã trắng cột nơ dùm em nha cả nhà nha. Trắng cột nơ cho em nha. Wood chốt luôn á Phạm Hương. Rồi trắng cột nơ dùm em 109k kèm số điện thoại. Hôm qua thì chốt liền cho em nha. Trắng cột nơ có ít rồi mấy chị. Rồi trắng cột nơ dùm em nha. Cái này là màu kem kem chứ không phải trắng nữa. Cái này là chuyển qua kem kem rồi. Hồi nãy là trắng tinh, cái này là kem kem rồi. Rồi trắng cột nơ đi. Cột nơ cho Phạm Hương, cột nơ cho Huyền Tuệ Nghi, cột nơ cho Ani Thảo, cột nơ cho Xiên Xiên, cột nơ cho Bình Yên, cho Phương nè, tao mà đăng hình lên từ bay cùng Duyên nữa. Rồi Nguyễn Ngọc Huyền ok, Trương Lê Phương Trúc ok, nay gu của ai là 10 cái là bình thường mấy ơi, không đáng. 1 triệu là tôi nói là bay mặc từ mùng 1 tới mùng 10, 1 triệu thôi mà sang chảnh lắm nha. Nguyễn Lê Phương Trúc chưa, bé Rồm, áo hiếu mặc cho Bích Hảo, Nguyễn Ngọc Huyền có rồi. Trời đất ơi, suy nghĩ cái này mà suy nghĩ làm gì, nhảy số liền, cái đầu là phải nhảy số liền, chốt lại làng. Đầu là nhảy số làm gì, chốt lại làng chứ làm gì trời. Ok chưa, rồi lên cho cả nhà một set nè, nè mấy mắt nhìn nè. Trời ơi mấy chị, tôi nói với bà hôm nay cháy túi với em phải làm sao mà cho mấy bà. Bé Rồn có rồi chị ơi, bà nào mà coi lại là chị hôm nay tức chơi vui vậy thôi à. Không cần nói nhiều. Cái áo, cái dây nịt xịn chưa, dây nịt xịn sò, không cần nói nhiều luôn. Cái quần đây nè, cái quần này cái form y như cái quần em đang mặc. Cái quần của em nha, là còn không có chung á, em còn lấy cái viên cài em cài lại nè mấy bác. Cái này ở ngoài sau nó có chung luôn, thấy chưa, thấy cái gì chưa, thấy cái gì không mấy má. Trắng cúc ngực 109 cho Vivian là cái gì, là trắng cục no hả bà nội, hay maxi trắng khổ thiệt đó. Đâu có tim quá mấy chị, tim em mới đập thình thịch ở đây nè, thiệt luôn, không phải nói làm lố đâu mấy bà, mà nhìn nè. Ok chưa, rồi cho em mã set 20 dùm em nha cả nhà nhé. 125 kèm số điện thoại. Cháu dùm em mã set 20 chạy ra cái gì, cái áo 60.000, cái quần 60.000, cái dây nịt, mấy chị coi cái dây nịt của nó cũng xịn nè, chứ không phải là mấy cái dây nịt kèm beo đâu. Mấy cái dây nịt mặt chân váy kèm beo đâu, cho dịch của nó cũng xịn nữa, thấy chưa. Rồi mã 20 dùm em, 125 kèm số điện thoại. Có nhiều thì em chết liền luôn á, đâu có nhiều đâu mấy chị, thiệt sự luôn á. Mã 20 dùm em nhé, kèm size trắng ngọc 109, trắng mà cho có đính cái ngọc đó, trắng mà maxi trắng dài á, đây nè, của Vivian gì đó. Rồi mã 20 đi, lại làng dùm em nhé. Lát nữa đăng hình là mới vui nữa, tôi nói thiệt luôn á. Hoa Nguyên ok nè, Ani Thảo ok nè, Lily Nguyễn ok nè, Nguyên Vy ok nè, Nguyễn Huyền Nhung ok nè. Nói là bạn ghiền em mà thôi đó. Xô xe mi su ok chị yêu luôn nè. Tha thứ hết. Mấy bà chỉ cần nặng mấy cái set đồ đầm hôm nay của em à, mấy bà sẽ tha thứ hết lỗi lầm mà mấy bữa trước em gửi hàng lỗi cho mấy bà. Tha thứ hết, bỏ qua hết không sao, bỏ qua hết. Phương Pham ok nè. Ok đâu đâu, Vivian có rồi. Chị Hạnh Tô Thị ok nè. Phạm Kim Ngân ok nè. Cách VIP ngày hôm nay là có hết, yên tâm đi. An Nhiên Tô ok nè. Mai Linh ok nè. Rồi hết nha. Ok, có hết. Cách VIP là có hết. Cách VIP là chỉ cần bình luận là có đơn thôi, khỏi cần phải dành. Em nói mấy bà, em nói mấy bà hôm nay không khô máu của em thì thôi, nó xuống sát luôn. Thêm một set hết mất tiêu rồi chị ơi. Buồn rồi, đã buồn rồi. Phương Nguyên bây giờ mới nhảy lên tới 20 vậy mày nội. Này Phương Nguyên có vẻ chậm tay nhỉ. Không nhận cái lúc mà đồ đẹp nó đi đâu mất tiêu luôn á. Mới nhắc ra của Phương Nguyên đồ đẹp nó đi mất tiêu vậy trời á. Em mất thiệt luôn á. Tấn cộng no cho Lan Anh Apple. Cho xuống tội chi về mày nội một lần thôi được rồi. Mấy chị thừa biết cái này này ở ngoài thì trường bán giá bao nhiêu. Người tiêu dùng bây giờ người ta thông minh lắm mấy chị. Ok chưa? Ủa set kem thứ 1 hả? Đủ rồi mà đúng không?
cho em mơ mà hai dây. Trắng cục nơ là cái trắng cục nơ đâu rồi? Đây phải không? Ừ, cái mã trắng sau mã trắng hai dây á. Rồi chốt cho em mã xếp gấm đỏ giùm em nha. 54-55 khi đổ về luôn. Em nói bà coi nè, thiệt sự luôn á, cái hàng này mà em bán mà em run tay luôn đó mấy bà. Rồi chốt giùm em mã xếp gấm đỏ giùm em nhá, 109 kèm số mọi là có đơn. Rồi xếp gấm đỏ giùm em nha cả nhà ơi. Chị Hạnh Tô Thị comment là có đơn. Khách VIP riêng, những các chị khách VIP là yên tâm đi, cứ comment là có đơn khỏi phải dành. Kim Anh xếp đỏ nè, Nguyễn Thanh Tâm ok nè. Rồi mã này là mã 199 đúng không? Cái này là bao nhiêu? 109. Rồi Nguyễn Thanh Tâm ok nè. Đang ở đất hồ có trắng cục no rồi nè. Xếp đỏ 2, Kim Anh thêm 1. Sushi nè, miso ok. Sushi miso ok, chồng về ra mở cửa. Không nó đánh gì ơi, đó mày bỏ lỡ bao nhiêu siêu phẩm rồi. Lê Ngọc Mai ok. Thấy đồ đẹp ngủ không được. Rồi Nguyễn Huyền Nhung ok, Kim Hương Kim ok, Môn Bé ok, Lê Ngọc Mai ok, Phương Nguyên Ba ok, Uyên Vi ok, Dâu Tây Ba ok, Nguyễn Hoàng Kiều My ok, người đẹp luôn. Cho một suốt, 30 giây, chờ tôi định nhảy số thứ thứ. Rồi, đây chốt gá xếp, gắm đo giùm em, kem số điện thoại. Bây giờ có cục lẻ đây các bạn nào lấy không? Nè, một cục làm lẻ xịn không nè. Bạn nào lấy cái này nè, khỏi với danh nè. Nè, trời đất ơi, coi nè mấy mắt. Cục lẻ đi mấy em ơi. Rồi, Dâu Tây Ba có rồi, Nguyễn Hoàng Kiều My để coi nè, chị coi có không nha mấy bạn. Rồi hết hàng. Mấy chị, hết hàng rồi đâu phải có tiền là mua được. À đây. Đây người đẹp ơi. Khoan. Tấm đỏ tới Nguyễn Hoàng Kim My đúng không? Phương nè nè. Không nha. Bao nhiêu cái rồi? Nhiều thôi phải không? Ừ, câu hết, nữa câu hết. Nữa. Câu đầm 7-8 cái nữa đó. Thằng này rút con mày ra rồi nha. Biết rồi. Ở đây xong đi. Càng về sâu càng đẹp. Rồi bao nhiêu cái rồi, đủ chưa? Ba chục á, 30 cái á, tầm tầm là 30 cái á. Thôi bỏ qua đi, lát nữa con người bán lại. Tầm hai mấy lấy nè. Em lấy cục lẻ, nè cho em coi này nha. Một cái nha. Không phải đâu, em nói với chị đồ hôm nay là 100% là đồ đẹp luôn. Đỉnh chưa? Cái này là của Phương Nguyên rồi nè. 100% là đồ đẹp luôn, chứ không phải là đồ tào lao mới làm. Đừng khui bởi. Đẹp không? Mất nếp hết. Rất là xịn luôn. Tôi cực nữa. Nè, không phải đâu, để cho nó coi cho nó thỏa mãn con người của nó. Nè coi nè. Đỉnh cao không mấy bà? Đồ hôm nay nó thiệt nhức cái nách luôn á. Đỉnh cao không? Đỉnh cao không Phương Nguyên? Coi nè. Cho phép em chữ tục một hôm chứ đồ hôm nay đẹp quá luôn á. Nè đỉnh cao Phương Nguyên. Trời đất ơi. Không ghiền không lấy tiền luôn. Bỏ cho nó đi được luôn nha. Nữa. Rồi. Mệt quá. Rồi tiếp tục. Lên với chị một mã khác. Em càng thiếu vậy. Càng nó ăn kiếu cho vui chứ có gì đâu mà. Áo em mặc là từng. Em bị mát lắm mấy bà. Bữa nào mà đồ nha. Em bị mát lắm. Cái gì? Vương Anh Trần Thị ra rồi cho một cái luôn nè. Ủa ghê lắm. Xếp gấm đỏ đúng không? Rồi cho Văn Anh Trần Thị một cái nè. Ấm cho bạn một cái đi chứ gì đâu mà. Rồi nãy rồi ok. Rồi lên cái khác. Tiếp tục nè mấy chị. Đồ đẹp ở không thiếu đâu mấy bà. Một cái hoodie xám. Mình nhẹ nhẹ luôn nha mấy chứ. Nhẹ cho em tắt. Em muốn mệt quá em tắt thở rồi. Nè cái hoodie xám này lát nữa đăng hình này nha mấy bà nha. Cái này mặc tặc cũng vô tư luôn. Lát nữa em đăng hình cho. Rồi hoodie xám giùm em nha. 69.000 kèm số hỏi cho em. Cho em mã hoodie xám 69.000 kèm số hỏi cho em nha. Không có tên là con Phương Nguyên hết. Ok. Hỏi cho nó đi. Chắc chắn là nó có. Rồi lên luôn rồi mấy. Rồi cho em mã hoodie xám giùm em 69.000. Sao cái mình ơi? Có ít là mấy má ơi, không có nhiều đâu. Rồi hoodie xám đi, 69.000. Hoodie xám với chị Văn Thanh. Chị Văn nó gọi cho Khánh đó. Ly, cho Diệp Tiên. Cho Diệp Tiên nè. Cho Phương nè, cho Linh Vũ. Cho Linh Vũ, cho Mi Phạm. Từ từ nha đây. Tao mà tao loạn lên một phát là má tao lên con điên rồi. Không ai cản nổi đâu đó. Ông Vinh cũng cản không nổi đâu mày ơi. Cái này phải không? No, hoodie xám không phải nha. Rồi hoodie xám chị Văn Thanh có rồi. Mi Phạm có rồi.
chị Hà Nguyễn 67kg vừa cho chị nha. Rồi Linh Vũ 2 hoodie xám là hết hoodie xám rồi. Chim Anh cái gì vậy mẹ? Rồi hết hoodie xám rồi nha, quay mã đó chị. Rồi cái này em có mấy cái cho bán cha đi rồi. Mẹ cái set 20, set này là set bao nhiêu, set 20 à? Set này đi set 3 món đi nè chị nào, hồi nãy chưa có. Set 3 món, set 6 cái đó mấy bà. Set 3 món, 6 cái đó, chị nào lấy set 3 món thì cho set 3 món đi. Cái này wood chốt. Set 3 món chốt đi ba. Set 3 món. Set 20 cho chị Vũ Thị Dung này. Em lấy mà em đau tim luôn á mấy bà. Tiệt tung thoải mái luôn. Cái mấy cái đầm như này mấy chị, nó có cây ghim nè. Ví dụ như mình mặc rộng xíu á, mình tự mình xếp ly lại, mình ghim lại, đừng có sửa đi, nó sẽ nó bị mất form đầm hay sao, nó mất công khỏi cần phải sửa nữa. Thiệt sự. Rồi tầm 55kg đổ về mặt ok dùm em nhá. Chốt dùm em mà đỏ hoa đi. Đỏ hoa dùm em đi cả nhà nhá. Đỏ hoa dùm em 109.000 em nói thiệt, em bán mà em đau tim dễ sợ luôn á. Đỏ hoa Kim Anh có rồi Kim Anh ơi. 109.000 kèm số điện thoại. Đỏ hoa, đỏ hoa. Đúng luôn á mấy chị. Đỏ hoa giùm em nha. Đâu không? Không? Hoa biển ngạn là khách cũ hay khách mới mà mua bốn cái vậy? Hả? Ghé. Không phải, không có địa chỉ nè. Ghé em sao có địa chỉ? Hả? Hoa biển ngạn 4 cái ok. Tốt đi bên nè. Mã 228 cho rẻ cho. Nha. Đổ hết đồ ra rồi nè. Hoa biển ngạn nè. À, chị Kim Đăng. Chị Kim Đăng, chị Thúy Hằng Nguyễn, chị Ly Lê, chị Bình Yên. Bình Yên. Cái nghe thấy Bình Yên là thấy nhột nhột nha. Chị Bình Yên. Từ từ chờ xíu thấy mà. Cái đỏ nhiều quá em không biết là cái đỏ nào. Cái hoa là được. Không không. Rồi thôi dừng lại đây đó đi, từ từ đi. Lát nữa rồi bán xong. Đây này còn hai trái, chút thêm hai trái. À chị tới đâu rồi, Bình Yên rồi đúng không? Chị Thoa Nguyên, chị Phúc Nguyên. Rồi cái mày đỏ này đi. Trời ơi cái đầm này thì còn sang ác nữa. Cái đầm này em có đăng hình rồi. Cái tay của nó là siêu phòng. Siêu phòng nha mấy chị nha. Tay này là siêu phòng. Mà mày thì còn sang ác nữa. Rồi chốt cho em mã đỏ 2 đi. Cái này chốt cho em miếu mã đỏ 2 đi cả nha. Đỏ 2 giùm em nha cả nhà nha. 54-55kg đổ về. Chốt em mã đỏ 2 đi cả nhà ơi. 109 nha, đỏ 2. Chốt em mã đỏ 2 nha cả nhà nha. Đỏ 1 em hết rồi, giờ chốt qua đỏ 2 đi mấy chị. Đỏ 2 giùm em 109. Đỏ 2. Chốt em đỏ 2 nha cả nhà nha. Tụt hết quần nhìn em á. Đỏ 2 nè, cho Yến Thiếp. Cái này không? Mẹ. Có cái số 02 ở đằng sau là được. Cái này không có số luôn. Có cái tem đó, đó. Sao không có? Nguyễn Hoàng Kiều My, Đông Đông, Phương Mèo là 4, Tiên Đặng là 5, Hoàng Yến Lê là 6, Vũ Thế Minh Thư là 7, Hồng Ngân là 8, Thu Trang là 9, Kiều Duyên là 10, Linh Ái 11, Bình Yên 12. Yến Thiếp có rồi, Thu Trang có rồi, Lê Ngọc Mai 13, Diệp Tiên 14, Hạnh Trần 15. Hạnh Trần 15. Yên Vi 16. Yên Vi là 16. Rồi em Yên Vi là 16 nè. Rồi em còn 2. Hoàng Yên Lê, Nguyên Nguyên không có, Nguyên được có ai đó, Huyền Trang Dương, Hạnh Pham. Huyền Trang Dương, Hạnh Pham. Ê đỏ hoa còn 1. Không phải cái này. Huyền Trang Dương, Hạnh Pham. Thư Nguyễn. Thư Nguyễn nè. Trời mấy bà nó thiệt luôn á. Cái này xịn quá trời đất xịn luôn. Còn hai cái bán luôn cái gì luôn. Nè cái này nè. Cái này hôm trước em đi mua màu trắng. Em đặt online đó, em đi tiệc em mua màu trắng. Hoa biển ngàn ok. À Dương. Đỏ hoa em hết rồi. Bỏ cái bill Dương tiền đi nha ba, coi chừng bấm nhầm á.
cái này nó rất là đẹp luôn á chị, rất là đẹp luôn. Rồi cho em mã màu xanh đó, màu minh, cho em mã màu minh giùm em 5455 cái độ về, có đúng hai cái duy nhất luôn, màu minh 109. Cháu em cái này màu minh nhé, màu xanh minh 109, lát nữa em trả hình sau. Rồi xanh minh, màu minh em có hai, màu minh em có ba, màu minh có đúng ba cái duy nhất luôn. Rồi màu minh em có ba nhé, đỏ hai chị Bình Yên có rồi chị ơi, đỏ hoa cái dương tiền bỏ đi nha ba nha, chứ để bấm yêu nhầm á. Màu minh cho Hồng Chi, cho Phương nè, cho chị Linh Ái, ok. Rồi y như cái màu minh mà em có màu đỏ. Dạ. Một đen. Đen. Y như màu minh mà em có màu đỏ. Trời đất ơi, em nói thiệt với bà luôn. Cái này mấy cái hàng này em bao cho mấy chị tiệc tùng thoải mái luôn. Đảm bảo luôn á, siêu đẹp chứ không phải là đẹp nữa. Siêu đẹp. Bình thường em bán, em lấy hàng để em bán cho mấy chị 7-9-9 ngàn á. Nhưng mà đợt này em lấy tăng lên, thì sự là tăng lên 15 ngàn á. Để em bán đầu năm cho nó đẹp, một cái đợt hàng cho nó đẹp. Nhưng mà đúng là thiệt luôn á chị, tăng lên 10 ngàn, 15 ngàn nó có giá của nó hết. Nếu như mấy chị thích sau này em lấy hàng này thì em bán luôn. Em không lấy mà hàng bán 7-9-9-9 cho mấy chị nữa. Hàng mà bán 7-9-8-9-9-9 nó không có đẹp bằng hàng này luôn á. Mấy bữa em bán cho mấy chị thấy không? Là nó đã xuất sắc ở nào rồi đó. Một cái này là tuyệt phẩm luôn đó ha mấy bà ha, đẹp thiệt luôn á. Rồi à, màu đỏ cho Diễm My. Đâu, cục nào? Đỏ hoa này, cái số mà 23. Nè 23 này, có 3 nè à, cho chị Hạnh Tô Thị. Đỏ hoa dùm em nhé. Đó quên à, màu gì, cái đó là gọi là gì quên mất kia rồi. Mã gì đó vậy ba? Nè 23. Đỏ cho Thanh Ngân. Ok nè. Đỏ cho Đoan Trang. Ok nè. Cứ đỏ đi, cứ đẹp hơn, cứ đỏ. Ờ, đỏ đi. Còn hết. Từ hết rồi đó, ôi lát nữa rồi bấm. Trời ơi, mấy chị coi nè. Đúng rồi, Tết mình phải mặc mấy màu đỏ, màu trắng thôi chị. Đúng rồi, nè. Cái đỏ hoa còn một nè mấy chị. Đỏ hoa là dáng dài như vậy nè. Cái này là đỏ hoa mã lúc nãy á. Còn số 1 nè, đỏ hoa em còn số 1 nè cả nhà. Cái gì chốt đỏ hoa dùm em còn số 1 nè. Đỏ hoa. Đợt này là xuất sắc chứ không có đẹp nữa em. Trời đất ơi. Cái này là đỏ tây phòng 109, đỏ tây phòng 109. Rồi, đỏ hoa bỏ cho Uyên Vy nè. Một cục lẻ nè. Có ai muốn lấy cục lẻ nữa không? Một cục lẻ nè mấy chị. Xếp. Đó quên, trời ơi cái đầm nôi đi. Nhìn dùm em cái đầm này mấy má. Cái này là gì, mã gì đây? Hả? Đỏ tây phòng. Đỏ tây phòng, đỏ tây phòng mấy chị ơi. Còn mà cái phòng nào chết luôn á mấy má. Rồi cho em mã đen nôi giùm em nhé, đen nôi giùm em 109 ngàn. Các bạn nào lấy cục lẻ không nè, hàng này nó đẹp thiệt sự luôn á mấy má nè. Một cái sticker hồng, một cái hả? Được chưa? Một quần bách ghi kem. Rồi cho em mã set hồng. Set hồng giùm em. Nơi nè, nơi cho Vivi à. Ok, set hồng. Chính. Cục lại cho Phương Nguyên nè. Bỏ cái set hồng nó cho Phương Nguyên luôn nè. Bỏ cho ông Phương Nguyên cái set này luôn. Set thuốc đi thì mình găng luôn nè. Nè. Đó, cục lại cho Phương Nguyên. Nè, cái gì đây? Cái này là gì đây? Trời ơi, coi nè. Set áo nè mấy chị coi nè. Xếp cái áo tay phòng, một cái yến caro cho Phương Nguyên luôn. Rồi em lên cho mấy chị một cái mã khác nha. Mã này mã gì đây ta? Rồi đó thôi, cái gì đây? Phương Nguyên bên đây nhận được hàng chưa không biết. Có Phương này chứ lộn. Phương mẹ hay Phương Nguyên? Rồi cái Phương này. Rồi xếp lụa đen nha cả nhà. Ba món. Quần. Áo kèm beo. Thì sò vô đối luôn. Rồi xếp lụa đen giùm em luôn nha. 109 này xếp lụa đen. Rồi em lên cho mấy chị một cái sơ mi. Sơ mi này cả nhà. Em nợ cổng nhưng bây giờ chị không biết nằm đâu ấy thôi. Bây giờ mấy chị cứ coi livestream đi. Mình thích cái nào thì mình chốt cái đó giùm em nha cả nhà nha. Trời biểu em đi kiếm hàng là như một bãi tha ma vậy đó mấy ba. À, trời ơi tụt quần luôn nè mấy ba. Cầm giùm nè cái điện thoại đi ba. Cái điện thoại nó nặng quá. Nó tụt hoài luôn vậy đó. Rồi xếp lụa đen nha. Cho Uyên Vy luôn. Đây, sơ mi này rất là hot luôn đó chị.
sơ mi rất là hot luôn nha. Rồi cho em mã sơ mi sọc xanh giùm em nha, 69.000. Cho em mã sơ mi sọc xanh 69.000 kèm số điện thoại. Có chừng rớt cái dây nơ của cái chất lụa đen ra đó nha chồng. 60-65kg độ bề mặt ok luôn. Đó giùm em mã sọc xanh 69.000 kèm số điện thoại cho em. Sọc xanh 69.000 kèm số điện thoại giùm em nha. Sọc xanh, sọc xanh cho trang tạ, cho Diệp Tiên, cho dâu tay ba, cho Dương Tiền, Dương Tiền, Dương Tiền, Đặng Tô Thị, chị Phúc Nguyên, Phúc Nguyên, Mai Linh, Nguyễn Hoàng Tường My, Mai Linh, Nguyễn Hoàng Tường My, còn Nguyễn Ngọc Trâm, Jenny Trần, Hoa Hồng Đen. Hoa hồng đen từ từ nha. Rồi hết rồi đó, hết cái sọc xanh rồi đó các bạn. Rồi qua mặt. Ê cái đầm. Đầm đỏ hoa con này nó chị. Thôi cái này cháu nghe mã 15 đi ha. Rồi mấy cái này sang lắm luôn á, giống như cái màu đồng thanh minh đó. Rồi cho em mã 15 giùm em đi. Mã 15 giùm em 109 nè. Cháu em mã 15 đi mấy chị. Sọc xanh rồi, hết rồi mấy chị ơi. Sọc xanh hết rồi, cho em mã 15 đi cả nhà ơi. Mã 15 có 2 nè, không không thấy. Mã 15 có 2. Cái đầm này xinh này mấy mắt. Form siêu đẹp. Mấy chị nhìn cái form đã không? Nó mây xòe 6 mảnh, eo của nó là dây dưới trong ngực luôn. Tới cái ngực xong là nó xòe ra luôn mấy chị. Rồi mã 15 chốt đi ba. 15 cho Yến Linh Lê, cho okay. Nguyên Nguyên Hương. Ok. Rút dây. Ở phía sau là bao chung. Rồi chốt giùm em mã đầm nu cho em kèm số điện thoại giùm em nhé. Nu giùm em 105 đầm nu 109.000 kèm số điện thoại cho em. Đầu liếu lử. Đó rồi. Ôi ngực này sò. Rồi nu giùm em 109 kèm số điện thoại giùm em nha cả nhà nha. 5354 ký độ về mặt ok cho em. Cháu em mã nu. Nu 109. Nu 109 giùm em nha cả nhà. Nu 109 cho em đi cả nhà ơi. Cái ba thôi. Có. Bấm đi. Nu 109 cháu em ba. 109 rồi mấy chị ơi. 109 cho Phạm Hương. Cái này có 1 nè, bán cho mấy chị 99.000 luôn đi. Này cái này có 1 nè. Nhi Phương. Xếp. Cho chị Ngọc Ánh. Ok. Cho Thôn Nguyên. Ok chị. Rồi cháu thì em mã set yến thì em 99.000 em có 1. Đây nè, mấy cục lại lẻ này bán rồi. Mấy chị đi cho rồi nè. Lại lẻ này bán cho mấy chị 99.000 mấy cái lại lẻ nè. Rồi set. Set kem đi, set áo kem đi 99.000 đi. Set áo kem 99.000 em nha mấy chị. Ủa cái đầm này nè mấy má, cái đầm này còn nè. Nu còn không? Nu còn. Nu còn cho cô Thao Nguyễn, okay. Sẽ kiếm chính cho Phương nè. Ok, nu cho Yến Nguyễn. Ok. Cái đầm này còn nè. Chị nào vào sau chưa chốt cái này chốt giùm em. Set đầm này đúng không? Luôn á. Ừ. Còn cái này là gì? Cái gì? Set áo kem. Chốt giùm ba, cho Thảo Hạnh nè. Ok, đã chưa? Cái này mấy chị đi biển, sống ảo, đi du lịch. Chị sợ họ không ngại mặc áo dây, mặc áo khoác mỏng mỏng nhẹ nhàng ở ngoài thôi là xinh rồi. Cái này cho em mã maxi ngọc dùm em đi. 109.000 maxi ngọc. Cái vải của nó đã lắm nhưng mây áo cưới gì đó mấy chị. Cái vải này giống như cái vải mây áo cưới luôn vậy đó. Rồi chốt cho em nhé. Cho em mã maxi trắng ngọc đi. Trắng ngọc dùm em đi cả nhà nè. 109. Hết áo kem yếu hết rồi. Chốt cho em mã trắng ngọc. Trời ơi trong mặt đồ gì vậy đây. Trắng ngọc dùm em nhé. 109 nè. Chốt đi ba. Chưa con mở nữa nè. Nó xin ngọc rồi mấy chị ơi. Có mấy? Đây. Ở đâu rồi? Bỏ xuống đó rồi mà. Đâu? Đó. Cái bao của nó mẹ là cái bút. Mắt xin ngọc nè, để rồi bấm cho. Mắt xin ngọc nè, cho ai nè? À, cho Hoàng Thị Hiếu Thảo. Phải như mấy áo cưới vậy, Lê Thị Sinh, Nguyễn Thị Yến Ly là 3. À, Lương Thị Phương Trúc là 4, Linh Vũ là 5.
Nguyễn Ngọc Trâm là 6, Trang Nguyên là 7, Thanh Hà Nguyễn là 8, Hồng Luyến là 9. Hồng Luyến là 9. Xét trắng 99 nè. Cho Uyên Vi đúng không? Là quần sóc trắng với lại cái áo yếm đâu rồi ba? Chú cái nãy người nè. À chốt rồi hả? Vậy là hết rồi. Rồi. Hồng Tuyến cho số điện thoại đi em ơi. Ok. Hồng Tuyến ơi. Ủa cái này hồi nãy thiếu không ba? Cái nào mày? Cái gầm. Hình như đang thiếu á. Cái này là gầm đây 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 nè. Ừ. Nè 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 nè. Bỏ ra nè. Đây 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 nè. Thở cục có ra thì đang thiếu. Trời đất ơi mấy chị ơi. Hồng Tiến không cho số điện thoại là em bỏ biểu nha. Mấy chị mua hàng kèm số mấy chị coi. Cái đầm nè mấy bà. Đám ngọc cho chị Huyền Trang Dương đi. Ngọc cái gì đây ha? Mấy chị đám ngọc là cái đầm maxi 2 dây đám ngọc á. Em khui cái đồ ra mà em đứng em cười gan rồi bà hiểu rồi đó. Em biết bán cái kiểu gì luôn á. Trời, cho em mà gấm kem giùm em nha cả nhà, 109.000. Em khui ra mà em cũng em cười gan rồi đó, bà hiểu rồi đó. Lên mối 55kg đổ về. Cho em mà gấm kem giùm em á chị nha, 109.000 gấm kem. 109.000 gấm kem giùm em kìm tới không nội. À, gắm kem cho Vương Nguyên, cho Hoàng Thị Hiếu Tảo, cho Vũ Thị Dung, cho Bình Yên, cho Phương Nè Hai. Cho Phương Nè Hai. Cho Hany Thảo, cho Thoa Nguyên. Thấy cái nào cũng muốn mua đúng không mấy chị? Thật sự luôn á. Hồng Tiến ok. Trần Kim Ánh ok. Hạnh Tô Thị ok. Tề Nghi ok. Tiên Đặng ok. Tiên Đặng ok, Như Ánh ok, Bánh Gạo ok, Ngọc Liễu ok chị, Huyền Đăng Dương ok chị luôn, Linh Ái ok chị, đó rồi ta. Ta coi ngoài đó dùm vợ, dùm hữu còn một bánh kem nữa. Em nói thiệt với chị chứ đồ đẹp bán khách một à. Ngọc Liễu rồi đúng không, Phương Thảo Nguyên, đẹp quá rồi, Hà Nguyên ok. Ngọc Liễu có rồi. Quỳnh Nga ok chị yêu. Hồng Chi ok chị. Ôi nói thiệt luôn á. Em vui. Cái này là đáng lẽ em để dành lại em bán đầu năm. Thiệt sự luôn mấy chị luôn á. Tại vì em muốn một cái đầu năm thiệt là nó suôn sẻ. Nhưng mà không hiểu sao em suy nghĩ sao ông Vinh không cho. Ông Vinh kêu thôi để nghỉ ngơi đi. Đầu năm nghỉ ngơi lâu lâu một xíu. Rồi năm mấy bà đánh bài thua hết tiền rồi. Không mua. Trời ơi nói thiệt. Đấy. Rồi cho em mã gấm xanh giùm em nha. Đẹp lắm mấy trời. Nó chứ kiếm tiền ở Tết này xuống sát. Gắm xanh chị Đông Nguyên. Rồi giờ lên một cái bánh bèo cho mấy bà đi ha. Kiếm tiền Tết này xuống sát luôn ha. Rồi lên một cái bánh bèo. Tôi bán mà tôi tù quân vui mấy bà hiểu rồi đó. Nè gắm xanh cho ai nè. Gắm xanh cho Đông Nguyên nè. Gắm xanh cho Bình Yên nè. Cắm xanh cho Phương nè ok nè. Cắm xanh cho Phương nè ok nè. Rồi đau đầu quá. Mấy chị coi nè. Đây một cái bánh bèo cho mấy chị coi cái áo của nó nè. Mấy bà nhìn cái áo nè. Cái vải của nó vải gì á. Thiệt sự em cũng biết cái tên vải là cái gì nữa. Thiệt sự luôn á mấy bà. Áo nè. Dễ thương chưa? Xong rồi cái yếm này mấy chị. Nguyên một cái set yếm. Mỗi chị trên 500 là cái thật. Không em nói thiệt luôn á mấy bà. Bình thường em lấy hàng chơi là mấy chị cũng không có đủ để mua luôn. Kìa mẹ nó em chơi quốc luôn gì đó mấy má. Hiếu bây giờ có bơm mỡ vô mấy mập em ơi. Dạ mấy bà bơm tiền vô cho em. Nếu Vinh bảo bổ là tôi nổi bà bơm tiền vô cho em là được. Rồi cháu em mở bánh bèo đi mấy chị. Hôm nay cho em 60kg đổ về cho em nhé. Cái này thì cho chị nào bầu yếu thì bông cho em được một xíu thôi. Rồi
Chốt giùm em mã set yếm giùm em nhé, 109k kèm số điện thoại giùm em. Chốt giùm em mã set yếm 109. Rồi chốt với ba nè. Không có nhiều nữa ba. Máng mà em mặc chút. Ba ở trong cái hình như là ở ngoài kia còn không? Con phải lắp qua làm sao đi để giờ con bán nữa chứ. Ba này lên vậy chỗ này là không phải nè. Không cái phải chỗ này chỗ từ xuống nè. Từ cái gắm chỗ vô thôi đúng không? Từ cái gắm chỗ vô. Con thử có cái set này ở đó không nè. Set đó không có, chỗ chân gắm không có set. Rồi. Bánh bèo giùm em nha cả nhà nhé. Bánh bèo cho Phạm Hương, cho Nguyễn Thanh Tâm, cho Quỳnh Như. Cái này lát nữa em đăng hình hết cho mấy chị luôn. Cho Quỳnh Như, cho chị Giao Lê, cho Trương Thùy Linh. Trương Thùy Linh trời ơi, gầy như im giống như là Sika vậy có. Thư Nguyễn, Thẩm Mỹ Tuyết Phương, Văn Anh Trần. Văn Anh Trần chưa? Bánh bèo. Trời ơi, xuất sắc luôn á. Em tự nhiên em nói em nghĩ chứ mai mai em biết chừng em lên công viên em nhập hàng tiếp em bán cho mấy bà nữa đó. Không biết chừng em lên công viên không biết chừng nó mê tiền nổi lên. Trâm là UV, VTHT, Phương Nguyên 2. Chống đi. Ủa cái này còn nè. Maxi, Maxi trắng ngọc. Rồi xong chưa? Để giờ khu giờ bán mấy cái mã lẻ lẻ này nha. Nó đứng nào lấy cục lẻ không bay. Bán cục lẻ đi cho nhanh đi. Bánh bèo cho Nhi Phương nè. Thôi nè, thực sự những cái đầm nhung này mấy chị nhóm hôm bữa em bán cho mấy chị toàn là 199, 185. Tại vì thật sự cái hàng lấy vô giá nó rất là cao luôn đó cả nhà. Rất là cao luôn đó mấy chị thừa biết nè. Các nhung y như vậy luôn, phôi chỗ cái xòe này còn phè ác nhơ nữa. Rồi đỏ xòe giùm em nhé, 109. Đỏ xòe 109 nè. Cái này nè, thực sự luôn á, lẻ lẻ người ta sale cho em luôn chứ thực sự cái này là mã đang hot, đang bán Tết mà. Em bán hàng Tết mà. Nhưng mà lẻ lẻ thì thôi bà cho tôi đi miết em cứ em lên xin hoài đó mấy trời. Rồi, bánh bèo cho Huyền Đăng Dương rồi phải không ba? Bánh bèo là cái gì vậy? Mai Hằng Nguyên bánh xi trắng ngọc kìa ba. Mai Hằng Nguyên bánh xi trắng ngọc. Nhung đỏ cho chị Nguyễn Ngọc Trâm nè, ok chị Nhung nè. Từ từ nha. Nhung đỏ cho Nguyễn Ngọc Trâm nè là hay. Rồi. Có một mã lẻ mấy chị. Nè mấy chị coi nè cái đầm trắng của nó nè. Ui mấy bên này gắm gắm vậy mà cũng đi cà châu chắc nó đi chơi với trai mẹ nó rồi ha. Từ từ gắm gắm. Cái này là đan dây vô giùm em nha cả nhà nhé. Rồi cho em mã trắng đan dây giùm em nha cả nhà. 99.000 đi. Lẻ lẻ này bán 99.000 cha đi cho nó nhanh. Nè trắng đan dây có 2 nè. Trắng đan dây có 2 nè. Trời đất ơi. 9.000 đi cho nhanh. Rồi trắng tay phòng. Trắng tay phòng 55kg đổ về. Trắng đan dây cho Trần Kim Ánh. Trắng đan dây cho Tiên Lâm. Cái này mấy chị mua hôm nay, ngày mai mấy chị mua cùng rồi gộp đơn. Rồi đi luôn nha. Rồi trắng đan dây nè, trắng đan dây cho 2 đó. Rồi cái này là trắng tay phòng. Trắng tay phòng nè. Rồi đi mấy bà tôi về đường chiến sĩ đó. Trời ơi cái set áo này đúng á. Áo phối nè. À, lấy chứ giờ cái cục gắm trắng cái gì cái xếp trắng á, xếp trắng gắm á. Đây nữa nè, đây nè, cái này hay đó là một á. Trắng tay phòng chốt đi ba. Sập bộ. Trắng tay phòng có mấy, có một hả? Ừ. Trắng tay phòng nè mấy chị ơi. Trắng tay phòng, trắng tay phòng cho Đặng Ngọc Hảo nè. Ok. Ok chưa? Rồi set áo phối giùm em luôn nha cả nhà nhé. 79.000 đi, set áo phối 79.000. Em có 10. Set áo phối 79.000 em có 10 giống như đây. 2. Áo phối nha mấy chị ơi. 79.000 em có 10 chút. Chạy nhanh quá vậy. Rồi cục lẻ này mấy bà. Set áo cho Phương Nguyên. Ok. Phương nè. Ok. Dâu Tây, Dâu Lê, Thành Tô Thị, Nguyễn Kim Anh, Nhung Nguyên, Diệp Tiên. Ủa sao đúng rồi. Trời ơi mấy bà lấy cục lẻ bán tướng mình thôi luôn á. 8 rồi. Nguyễn Thanh Tâm, 9, Nguyễn Thanh hết. Em mệt quá à, mấy cái mặt này nó đẹp thiệt mà nó mệt quá à mấy chị.
Trời ơi, dễ thương chưa? Mẹ ơi, này này. Rồi cháu giùm em mã set yếm giùm em nha, bảo bi nó vậy đi. Rồi set yếm giùm em nha mấy chị, nhìn cái tay của cái Tommy của nó nè. Rồi cho em mã set yếm nha. Set yếm giùm em. Dạ. Có một à. Cho vào cái bao trắng đục. Từ từ đi mấy chị, cho em một xíu đi. Yếm này nhiều mẹ. Set yếm 99.000 đi. Thật lẽ. Trời đất ơi, coi này mấy bạn. 99 cho bánh gạo. Toàn là đầm mà đi kịp sang cảnh cho mấy chị không mấy luôn á. Trời đất ơi. Cái này hàng xịn lắm luôn á. Phải là hàng là 300 mấy, 400 mấy. Ê, cái này nó dính một xíu rồi giặt giúp em á nha. Rồi, trắng lệp vai giùm em 99 nè. Đây nè. Xịn nha. Như luôn á trời. Cái này mấy chị em nói thiệt luôn á. Mình mặc làm cái đầm cưới đi đại tiệc cũng được luôn á. Nói thì nó hơi quá. Cái này mặc đầm cưới ra ha. Mặc cái đầm cưới đi đại tiệc đi đại ba. Thiệt sự luôn. Tin em đi trời mấy má. Tức quá đi. Đẹp quá. Cho cái bao trắng đi bà. 99.000. Mắt nhưng bà không mê em cùi luôn á. Mê hiếu hơn mê chồng luôn á trời. Linh đâu biết vô. Tính em chốc chưa nhà mấy chị. Con cái hả? Thiệt sự luôn á, em nói thiệt em muốn xỉu luôn vậy đó. Lẹp vai cho Yến Linh nè. Lẹp thôi bán 109.000 chứ. Đâu có 6 đâu mà mày. Thiệt luôn á. Nè 2 giây mấy chị coi giùm em cái hàng nè. Đúng không? Rồi 2 giây gắm giùm em 109.000. Thiệt luôn á trời. Mệt quá giờ, mệt quá bán mấy cái này mệt quá. Để mai cho tụi nó soạn ra mẫu đi chứ cái đó còn đủ á. 2 giây cho Phạm Hương nè. Nó mặc như hot girl luôn. Mặc như hot girl luôn. Nè mấy chị, em chết luôn, mặt ngựa luôn á trời. Quá đáng, nói thì hơi quá đáng. Nhưng mà cái này hơi nhỏ nè. Cái này thì sao hơi nhỏ thiệt nha. Ok chưa? Quá dễ thương. Giống cái này không? Hả, đúng rồi đó. 50-51kg đổ về cái này cho em. Thiệt sự luôn, mua hàng này mà tiếc tiền ship nữa thì dịp cha đi cho rồi, khỏi mua hàng online nữa. Rồi cái này cho em mã set 50 đi. 109.000 set 50. Cái này tầm 50-51kg đổ về cho em thôi. Cái này cho em mã set 50 đi mấy chị. Set 50 giùm em. 109.000. Phê luôn mấy chị, hôm nay coi hàng là phê luôn. Phê luôn. Set 50 giùm em mấy chị. Set 50 giùm em đi. Cho Ru Trần. Cho Ru Xê Trần. Cho Trần Kim Ánh. Cho Nguyễn Thảo. Trần cho số điện thoại em ơi. Mua hàng cho em xin số điện thoại mấy chị ơi. Bên em không có đồng kiểm hàng nha mấy chị. Chị nào mà cảm thấy lừa đảo thì nói em xả đơn ra. Nguyễn chứ đừng Thảo có mai chắc đơn. Thôi không tin đâu rồi thôi chứ mày. Cái nữa. Rồi ai còn hết. Rose Trần, Trần Tiến Mánh, Nguyễn Thảo, Anh Ba Bay à, nữa, Anh Ba nữa. Bay Ngọc Hoàng Thị Hiếm Thảo, Nguyễn Vi. Bên em không có đồng kiểm hàng nha cả nhà. Ly Lê ok. Ly Lê ok nè. Tranh Nâu ok nè. Ok, Trang Xíu ok. Đẹp. Đẹp thiệt đó chứ không phải đẹp giỡn đâu. Khánh Ly ok nè. Dự bị cho bà Xuân Lan một cái đi. Tôi thích bà Xuân Lan. Dự bị đi lát nữa em kiếm cho anh bỏ cho. Dự bị một cái đi. Đây là lấy gì vậy? Cục đen đó đi. Cục đen nó đẹp lắm. Cái đầm cục đen nó đẹp lắm. Đầm đính châu á. Trời ơi cái đầm này mới kỳ. Bóng ba liền thật, hình gái phụ thật nữ liền cho em luôn. 55-56kg độ về mặt ok cho em. Cháu giùm em cái này mã 49 nha. Đẹp ít hơn cái kia một cái không? Chiếu luôn. Mã 49. Mã 49 giùm em 109 nha. Cháu ơi, quên 99.000 109. Ơ quên 99.000 mã 49. Đúng rồi, đập tên ai là người đó được. Rồi, cháu cho em mã gì? Quên mất tiêu rồi. Mã 49.000. Mã 49 giùm em. Mã 49 chứ 49.000 gì. Ơ quên. Rồi, màu đen. Một cái hả? Tiếp rồi tôi đau đầu còn 99 mấy chị ơi. Rồi mã 49. 49 49 cho Mai Hân Nguyễn. Ok, chỗ cái làm đẹp lắm mấy bà.
49 cho Phương Thảo Nguyên, 49 cho chị Ngọc Ánh. Còn hết mẹ, đâu rồi? Từ để kiểm tra có thử nó màu trắng không. Đúng rồi nè, rồi cháu đi. Rồi cháu đi. Đó 49 nè cháu đi. Từ từ dưng rồi. Không, mấy chị cho số điện thoại trên like cho bên em chứ chị ơi. Nè nè nè, bà bỏ bỏ bên này vô nè. Ở đâu vậy? Đâu rồi? 49 cho chị Phạm. Chị Phạm hả? 49 cho Thư Nguyễn. Ok. Đính Châu. Đừng so. Sang tuyệt đối. Em nói thiệt luôn, bao sang tuyệt đối cho mấy chị đi. Cái này sang mò 55kg được về. Sang mò, sang tuyệt đối luôn. Những cái đầm nhung này thiệt sự bình thường em bán cho mấy chị đã là 199.000, 185.000 là rẻ nhất rồi. Thiệt sự luôn, các bà thừa biết mà đúng không? Mấy bữa em bán cho mấy chị rồi đó. Rồi, chốt giùm em mã đen ngọc cho em nhé. Nhung đen ngọc giùm em kèm số điện thoại 109.000 thôi. Rẻ hơn cả 100.000 luôn đó mấy chị. Rẻ hơn bình thường em bán cả 100.000, chứ đừng có nói rẻ hơn so với ngoài thị trường nữa. Cái này là rẻ hơn bình thường em bán 100.000 rồi, thì rẻ hơn ngoài thị trường bao nhiêu nữa. Rồi, chốt giùm em mã nhung đen ngọc giùm em nhé. Em nói vậy thôi là mấy chị đủ hiểu quá chị ơi. Đúng không? Cho cái bình thường em bán đỏ đen rồi, đỏ thiêu rồi này kia đó. Rồi, cái chân người bạn. Đỏ thiêu rồi đó mấy chị đó không? Rồi, chốt đi. Thật sự hồi trưa em còn mặc cái đầm nhung đen 199.000 á, 185 chứ đâu. Rồi chốt nè. Cho chị một chút vậy. Nhung đen ngọc. Hôm nay mấy chị mua đồ là ghiền luôn á. Duyên Duyên, Như Bình, Phạm Hương, Phương Nguyên Bốn, Sushi Misu, Trần Kim Ánh, Hạnh Tô Thị, Thí Hằng Nguyên, Nhung Giúp. Từ từ nha, ba ở bên đó còn lấy cho vợ với. Đâu? Nguyễn Hoàng Kiều My. Đâu? Mai Nguyên, Bình Yên. Từ từ, lấy ở bên đó. Đâu rồi ta? Lấy vợ cục lễ này với con. Đâu, dừng, đang ngọc đi mấy chị. Lát nữa mình chốc tiếp đi. Nó bị đầy hàng rồi, không biết còn bao nhiêu cái để chốc tiếp. Cái đó cục lẻ. Thôi để vậy đi, để đi lại cái này. Cái gì cha, cái nội. Hoa. Trời ơi, cái hoa này nó mát, nó cưng chưa? Hoa này cưng chưa? Cái đầm này nè mấy chị mặc được hai kiểu nha. Mặc cái đầm trước cho em cũng được. Hoa màu hoa nó siêu ngọt luôn. Hàng thì hàng hai lớn, mấy chị coi lốt xanh này nó rất là dày. Rồi mấy chị mặc cái này trước cũng được cho em luôn. Cái kia chưa? Tùy theo mình nhé. Cái gì cái đó là đầm mấy đó, mã 49 đó. Đồ chị để riêng. Ôi bây giờ mà để riêng không kịp rồi chị ơi. Bây giờ để riêng không kịp nữa rồi. Bả muộn rồi, bả mua mấy cái thì cái nào vậy, bả rút ra cho bả được không? Rồi chốt giùm em mã hoa giùm em 99.000 kèm số điện thoại. Hoa này màu siêu nhu mì luôn á mấy má. Rồi 54-55kg đổ về. Chốt giùm em mã hoa hồng. Hoa hồng cho em 99k kèm số hoa đi. Hoa hồng 99. Anh Y Thảo, Bình Yên, Quỳnh Nga, Bạch Liên Nguyễn Thị, Thúy Hằng Nguyễn, Hồng Tuyến, Vân Vân, Trương Thùy Linh, Nguyễn Hằng, Môn Bé, Thi Đan. Rồi chốt về mã đầm hoa 99.000 kèm số hoặc là cá đơn. Cái gì đây? Trời, cái set đen này thì thôi nói gì nữa. Các bạn biết liền mà đúng không? Dơ lên phát là biết liền cái set đen này. Cái áo nè. Đúng không? Dơ lên phát là biết set đen này rồi. Lấy ra mặc rồi vô tư luôn. Nè đúng không? Dơ lên phát là biết liền luôn. 99 cho ngày mai. Ok. Cho Thi Đan. Dơ lên phát là biết set đen liền đúng không? Set đen 109.000. Ok chưa? Ngọc Ân Hoa Hồng. Nhắn tin không trả lời, gọi không nghe máy. Thôi bỏ. Hoa cho Thùy Nhung. Ok. Xếp đen cho Thùy My. Có okay. Một hả mẹ? Ừ, xếp đen cho Thùy có một. Xếp đen đẹp quá không? Ôi chúa tôi với.
Trời ơi, cái yến này mấy chị. Áo to ở trong. Rồi cháu nghe mà set yến luôn rồi em 99 nghe. Tao bây giờ buồn bèo rồi mấy chị. Con còn quá cho đồ luôn nè. Con nói chị buồn dữ vậy. Rồi set yến là 99 đi coi. Set yến giùm em 53 54 ký đổ về. Cháu em mà set yến 99 nghe. Chín cái bánh gạo. Bánh gạo. Lệ nguyên. Ok. Sao vậy tao tự nhiên hết muốn bán luôn vậy trời. Mong Hương nè, đặt like đầu trong 4 like không có, có một cái nên không chịu đi đơn. Đợi gộp chiến dịch sau, bên em không có gộp chiến dịch sau nữa chị ơi. 4 2 ngày bên em đã like rồi mà. Chị đặt từ cái like đầu tiên mà chị còn trả đơn bên em. Yếm cho Thắm Nguyễn, yếm cho Trâm Nguyễn. Bên em rõ ràng bữa giờ là cả tháng hay là bên em đều làm việc như vậy rồi. Là 2 ngày chốt đơn 2 ngày, là 2 ngày chốt đơn 2 ngày mà mấy chị không mấy chị chọn cái xả đơn ra. Bây giờ mất công bên em chuẩn bị nghỉ Tết rồi. Quay xong mấy chị muốn lại nhận hay không thôi. Xong rồi mấy chị kêu xả đơn nữa mất yếm công lắm. Yếm cho Thoa Nguyễn. Ok, Trâm Nguyên chưa ba? Rồi. Thoa Nguyên ok luôn. Thì đặt ít đặt nhiều do mấy chị chứ đâu phải do em đâu mà tự nhiên cứ đặt xong rồi xả đơn như vậy mất thời gian á. Nè Hu đi sáng hồi nãy nè ba nè. Bạn như vậy mất thời gian đôi bên đó mấy chị, em phải xả đơn ra bán lại. Tết rồi. Trời ơi, cáo hoa này xinh quá nè mấy má. Cáo hoa này nha là cái hoa bự hơn, hoa màu vàng, thấy chưa? Xong rồi của em là rút hai bên, cái này là rút giữa. Cái này là rút giữa cho em, tùy cũng như bên kia thôi, mình rút tùy cái mình thích rút cỡ nào thì mình rút cỡ đó. Ok chưa cả nhà nhá? Tay của nó nè, xinh chưa, bánh bèo chưa? Này mấy chị mặc với quần jean lưng siêu cao là bao đẹp rồi. Quần xốp lưng cao, quần dinh. Cái hoa này thì nó tối hơn một tông móc cả nhà. Rồi chốt giùm em mà xanh rút đi, cho em mà xanh rút giùm em 65 ngàn. 60 kg mặt vẫn vừa luôn mấy chị. Nè, hàng này hơi trung xịn luôn. Mấy chị thấy chưa? Ngực này 100 cũng vừa nữa. 105 cũng vừa nữa. Rồi, chốt giùm em mà rút hoa cho em nha cả nhà nhé. Rút hoa giùm em 65 ngàn. Rút hoa giùm em 65 ngàn giùm em nhé. Tìm số hoa, rút hoa. Hoa 65 ngàn mấy chị ơi. Ok, chốt nha. Hoa cho Vân Vân. Ok. Hoa cho Trang Vũ. Ok. Con máy luôn biết chọn giờ luôn. Ừ. Rút hoa. Dễ hương lắm cả nhà ơi. Từ từ để cái này. Vân Vân nè, Trang okay. Vũ nè. Lương Thị Phương Trúc. Ok. Thanh Trúc Nguyễn. Ok. Vân Vân có rồi, Trang Vũ có rồi. Rồi. Ủa. Bé Ròm, okay. Hình Yến, okay. Linh Trần, okay. Trang Nguyên, okay. Vân Thanh, okay. Ok, 65. Cho mấy bá xìu hết trơn rồi. Bát. Hoa rút cho HK Bên Sơn, okay. Cho Yên Vi. Ok. Siêu co giãn luôn. Quần jean lưng cao siêu giãn nè. Cái chị phối với mấy cái áo như vậy là đẹp rồi. Không cần phải phối gì cao sang hết. Quần bát đơn thì men nhé. Ok chưa? Rồi, chốt cho em mã này quần bát thì men nhé. Size SML. Size S cho em là tầm 48-49 ký đổ về. Size M cho em là 52 ký đổ về. Size L cho em là 55 ký đổ về nhé. Chốt giùm em mã bát xanh giùm em. Bát xanh giùm em kèm size nha cả nhà nhé. 110 ngàn bát xanh. Bát xanh 110, 3 size SML bát xanh 110 nhé. 3 size SML. Rồi chốt em mã bát xanh 110, 3 size SML giùm em nha cả nhà ơi. Chốt mã bát xanh đi mấy chị ơi. Rồi. Từ từ vậy. Đây. Rồi chọc nha. Quá không L. Bỏ công thôi chứ có gì đâu. Đúng rồi chị không có bỏ công chị nhưng mà
tốn công tụi em mất công tụi em like rồi tụi em xả rồi tụi em làm đơn tụi em gọi mua 10 cái lỡ thiếu 1 cái cũng xả thôi. Giống như mấy chị nói như vậy thì mấy chị biết tốn công mình thôi chứ đâu có biết tốn công tụi em đâu. Mấy chị nói vậy em buồn lắm luôn á. Thiệt sự thà mình nói như gì đó nó dễ nghe một xíu, không bỏ công ít quá không bỏ công. Em nói thiệt luôn á. Vậy với em đứng đây em bán cho mấy chị làm sao? Xong rồi gộp đơn cho mấy chị làm sao, rồi chia đơn, rồi bấm bill, rồi nhân viên em gọi điện chốt đơn cho mấy chị lần sau. Rồi em nếu mà mấy chị xả xong em đứng lên em like em xả lại nữa. Đúng rồi, không công bỏ công mấy chị nên bỏ công em. Cho nên thôi thì bây giờ không chốt nữa là khỏi bỏ công cả hai người luôn. Đúng không? Bình yên lờ. Rồi. Mấy chị nói như vậy em buồn lắm luôn á, thật sự luôn. Cả nhà mình nói như làm sao đi. Tự nhiên nói câu mà ít quá không bỏ công. Nó hơi bị hay sao sao đó mấy chị. Em bay lờ. Ok. Anh có thể M. Ok chị. Em thấy nó Thắm Nguyễn M. Ok. Rồi lại có hôm nay cái đặt như vậy nữa. Cái con nó ít quá không bỏ công. Phi Nguyễn L. Rồi chốt đi. Đàn Ngọc Hảo S. Rồi chốt. Phi Quân Trần M. Ok. Bé Su L. Ok. Ngọc Trần L. Ok. Em chỉ lấy công làm lờ luôn. Mấy chị làm vậy giống như là thôi thôi mẹ mày cha đi cho rồi. Công của em đâu có đáng ngàn gì đâu cho tiên quân trần có rồi em. Rồi chốt đi em. Nè SML 3 size. Với lại bây giờ cận Tết rồi cho nên mình không có bán cừ lưa hụt mua nữa mấy chị. Tại vì bán không có thời gian để chốt đơn á. Không có thời gian để xả đơn nữa. Chỗ cái đầm này mấy chị mua bao nhiêu tiền? Dạ, cái đầm này dùng có 30 chuyển tiền chị ơi. Đi con Trần để riêng mai chị ra lấy chưa? Có bấm. Mấy chị thì ba cứ để riêng ra cho chị đi chứ bấm nó lát nữa quên. Chị dặn thì để giùm cho chị đi mai chị ra lấy chị cầm. Xuân la cho một áo với mặt ok. Cái đầm này không ngoài chị bán nhiêu mình có mấy chị. Thực sự luôn dáng dài tải tà tay phòng phúc ngực. Rồi chốt cho em mã này giùm em đi, lắm xẻ giùm em đi, 109 ngàn. Thiệt em bán cái này là bỏ công em làm lờ đó cả nhà. Đó là thừa biết cái giá trị cái này bao nhiêu tiền đúng không? Nhưng mà em bán như vậy rồi đó là còn ấy nữa là em buồn lắm luôn á, thực sự. Đúng rồi, cái này không phải mã chốt còn không? Chốt cái đó đi, cái đó từ từ để giờ coi nó lạc đi đâu. Thôi em nha. Đánh đỏ cho chị Thư trực tuyến này. Ok. Đây nữa hả? Không, đâu mất tiêu rồi á. Đợi em một chiếc đi cả nhà ơi. Thôi để lát nữa đi. Giờ nó lạc, nó tùm lum hết rồi. Nè, chốt có cái mã này đi cả nhà. Cái này là gì đây? Trời ơi, nó sang lắm luôn, cái đó là sếp giấm đỏ hồi nãy. Nè, mấy cái hàng này thiệt sự luôn á, cả nhà thiệt sự luôn. Em không biết nói làm sao hết. Rồi cho em mà. Đỏ nắp túi giùm em đi, 109 ngàn đỏ nắp túi. Đỏ nắp túi giùm em 109 ngàn. Bát đen thì ai cũng cần trong tủ đồ hết. Đỏ nắp túi giùm em đi cả nhà ơi. Từ từ đi ra tốt cho em. Ba coi. Đấm sẻ là đấm gì vậy? Đấm sẻ là cái mã hồi nãy đó. Cái mã vừa tốt xong á. Nè. Một cái quần bát đen giùm em nhé. Trời đất ơi. Nắp túi cho Đinh Ngọc. Ok. Rồi cho em mã bát đen giùm em nhé. 3 size SML. Cái này có ít rồi nha. Rồi bát đen giùm em luôn. Bán cho mấy chị đi cho nhanh lên 99 ngàn có ít rồi. Xay cho mấy chị luôn. Xay S giùm em tầm 48-49kg. Xay M cho em là 52-53. Xay L cho em 55. Ok chưa? 99 ngàn đi. Còn mấy cái bán không? Bát đen 99. Bát đen 99 giùm em nhé. Còn rồi bỏ nha. Đơn này là ngày mai em like nữa. Ngày kia mới chốt nha cả nhà nhé. Rồi bát đen 99 có ít rồi nha. Rồi chốt luôn rồi ba. Ok 99 nha chị ơi. Rồi M cho Yến Lâm. M cho Yến Lâm nè, ok nè. S rồi. Cho Võ Dung. S cho Võ Dung nè, ok nè. Rồi, rồi S cho Chu Trân. Cái gì? S cho Chu, Chu Trân. Rồi, ok. Còn không? Còn, em mất tiêu rồi. Giờ nó đổ hết rồi. Không biết cái mã nào của nó không được Vinh Ma chạy ra bán. Rồi hết S rồi đó, còn ML rồi, chốt ML đi lên. L cho Via Via. Ok. Còn L nữa không? Rồi còn L cho Xuân Trúc. Rồi, sao hết rồi, cứ như đi. Từ từ đi.
nhiêu thôi mấy chị ơi, tiết tiền nó nhiêu thôi. Rồi thôi bấm nhớ nhiêu, có nhiêu đâu. Từ này một cái mò. Một cái ép nữa. Một cái ép nữa. Ép cho Tuyết Trinh nè. Thêm cái ép nữa nè. Còn Vinh chưa. Ép cho Tuyền Lê nè. Bát nhạc. 3 size SML, size tầm 48 kg, size M 50 51, size L cho em là 54. 54 kg, chốt em mã bát nhạc giùm em nhé. Bát nhạc giùm em nhé. 109.000 bát nhạc. Cho em mã bát nhạc giùm em 109 cho chị. Bát nhạc 109. Còn chốt em mã bát nhạc giùm chị. Thế yeah, rồi, bát nhạc. Nhạc 109 mấy chị ơi. Cái này để mai đi, mai sẵn xong rồi em bán cho mấy chị cái mã con Vinh nữa. Rồi một cái trắng công chúa. Bát nhạc đi ba. Nhạc nè. S cho Linh Vũ. Rồi chốt. M cho Rose Trần. Rồi ok. Trời. Này mấy bà đi. S cho Khang Khang. Anh cưới ngoài cảnh cũng đẹp nữa đó. Nhạc M cho Vân Anh Trần. Ok. Thì nhạc L cho Đặng luôn. Ngọc. Ok. Vân Anh Trần ơi, cho số điện thoại chị ơi. Cô hàng cho em số điện thoại nha cả nhà. Con anh Trần nãy giờ chưa có số điện thoại hả? Bác nhạc L cho Ngà Nguyễn. Báo gộp đơn chưa hiểu. Trời ơi, bên em không có bây giờ là giữ like 2 ngày rồi mà gộp gì nữa mấy chị. Giữ like 2 ngày rồi mà gộp gì nữa. Bên em like 2 ngày, chốt đơn 2 ngày, like 2 ngày, chốt đơn 2 ngày. Không có gộp đơn nữa chị, giữ đi mấy chị 2 ngày thôi. Mà 2 ngày mấy chị chỉ chọn được 1 cái thôi, 2 cái thôi chứ sao mà đi đơn được. 2 ngày là 4 like rồi. 2 ngày là 4 like đó cả nhà. Giống như buổi tối nay mấy chị thừa sức mua 2 cái. Nhạc L cho mấy chị hiểu không? Chứ có ai mà có nhiệm vụ cứ giữ đơn khi nào mấy chị rảnh mới vô lại lừa like đâu. Ngày hết Tết tới rồi, giống như ngày mai là em mai nữa xong em nghỉ rồi sao giữ đơn cho mấy chị nữa. Thật sự luôn á, bánh bèo ghê luôn á em á. Xin cực kỳ. Đám cưới em nói thiệt bao đẹp luôn, em nói thiệt với cả nhà luôn á, không ghiền em không nói chuyện với chị đâu. Nhạc lời tầm năm ba năm tư ký độ về, chốt giùm em mà công chúa giùm em nhé, công chúa giùm em nha. Bán xả xin cái này đi 99 nha. 99 mấy chị ơi, cái gì vậy, đù má gì đó. Đù má mấy người cho em đi đám cưới. Nhạc lời cho danh trinh chưa rồi. Nhạc lời cho Huỳnh Tiền chưa, chưa Huỳnh Tiền nhạc lời. Nay ai thích màu trắng là vô nhà chiếu là hốt. Ủa tại vì không phải mấy chị, cái đầm thiết kế này nè, nó mấy chị để ý em bán màu trắng, màu đen, màu đỏ, lâu lâu thì nó có một kem, một kem màu hồng ít, chứ thực sự mà đầm thiết kế thì nó không có ra nhiều màu, chứ không phải là nó có nhiều màu lẹ lẹt. Mấy chị nó chỉ có những cái tông màu căn bản thôi, đơn giản thôi mấy bà. Bà nào để ý dòng này là biết à. Rồi cho công chúa đi, cái này mấy chị đám cưới bao đẹp luôn. Công chúa cho Phạm Hương. Không cần phải bỏ 400-500 ngàn mua cái đầm đi đám cưới đâu. Công chúa cho Phương nè. Đảm bảo mấy bà mặc lên là lồng lộn, đảm bảo luôn. Công chúa cho Trần Hà. Ok. Đúng rồi, chưa thấy chốt đơn là đúng rồi chị. 21 với 22 gộp lại 23, 24 chốt đơn mà. Hôm nay mới bắt đầu chốt đơn ngày 21, 22 mà. Em nói nè, 21, 22 em like đúng không? 23, 24 chốt đơn. Rồi 23, 24 em like là 25, 26 chốt đơn đó. Là 4 like chốt đơn lần, 4 like chốt đơn lần đó mấy bà. Là tạo điều kiện cho mấy chị gộp 2 ngày rồi mới đi đơn đó. Đúng rồi. Có thể là hôm nay gộp nghe mấy là hôm sau nó chốt lại nha mấy chị nha. Rồi công chúa cho Hồng Chi chưa? Rồi. Ok nhé. Rồi công chúa. Con chị nào mà cần gấp hay gì thì cứ gọi hotline. Do mấy bà mới mua, mấy bà chưa hiểu cách làm việc nhà em thôi, chứ người quen người ta mua hoài à. Mấy chị hiểu không? Người quen người ta mua người ta hiểu á. Là ví dụ như hôm nay mua này, hôm nay là mấy chị chọn thoải mái. Trưa nay xong bây giờ mua. Cái trưa mai mấy bà mua nữa, cái tối mai mấy bà mua tiếp. Rồi qua ngày kia mới chốt đơn. Hiểu không? Đó, là vậy đó. Cho nên mấy chị thường thường thấy em livestream nè, em sẽ để nè. Em sẽ để nè. Ví dụ hồi trưa này là em sẽ ghi là hello live mới. Tối nay em sẽ ghi là live thứ hai nè, mấy bà để ý không? Tối nay là em sẽ ghi live thứ hai nè. Đó. Ví dụ như hồi hôm qua đúng không? Hôm qua là hôm kia là live 1 nè. Cái xong em làm like 2 nè. Em có ghi rõ ràng mà. Cái like 3 nè. Cái là like cuối, lúc nào em kêu like cuối gộp đơn. Đó, là like thứ 4. Cái chị ấy là thấy là lâu lắm thôi. Bữa giờ là em ghi nè. Ví dụ như like cuối nè, em thấy ghi là cái này nè.
like cuối gột đơn nhé cả nhà ơi, like 4 đó, mấy chị thấy không, em ghi rõ ràng luôn á. Công chúa Châu Nguyễn Thùy Dương, em ghi rõ ràng luôn á, tại vì em sợ là mấy chị lúc nào cũng vậy, giống như hồi tối hôm qua em like cuối là em sẽ nói là các bà ráng chọn giùm em cái này hai cái nha, ráng chọn là hai cái là để đơn nha, chứ mai là like mới rồi lúc nào cũng nói vậy luôn á mấy chị, đúng không? Cái này hôm nay thì các bà chọn cái cũng được, không sao hết, mai còn mai nữa, xong rồi tối mai nữa, đúng không? Trưa mai rồi tối mai nữa. Đây, trời ơi, hoa này mấy chị, hoa tím giùm em, rồi chốt giùm em mã hoa tím cho em nhé, kèm số điện thoại. Sao chị cũng không biết luôn á, khoảng lặng chị không biết chị like cái mã gì luôn rồi đó, nhiều mã quá. Rồi hoa tím giùm em 99 này, cái này là rút ngực dễ thương lắm luôn á, em nói thiệt, một chiều thôi nó là mặc từ 1 đến 10 thiệt sự, mà toàn là hàng xịn đẹp cho mấy chị, là không có bán linh tinh đâu, cái màu của nó cưng chưa. Rồi hoa tím giùm em 99.000 giùm em nha cả nhà nhá, toàn là mã hot trend không mà, hoa tím 99.000 giùm em, kèm số điện thoại là có đơn. Rồi lên cho cả nhà áo hiện đây nè, một cục lẻ nha, hoa tím 99.000 chưa, 99 cho Phạm Hương, ok, cho Nguyễn Thị Cẩm Tú, ok, 64-65kg thì tổng có rồi đó chị. 65 thì tổng có là có áo thun rồi đầm suông nữa thôi, chết chua cái áo sơ mi này phải xịn quá mấy chị nào mà từng hay đi làm, từng hay mặc áo sơ mi trắng thì chốt liền cái này đi, 99 cho Tigon Trần, áo quần áo tím này phải đẹp, áo trắng này phải đẹp, áo trắng này phải rất là đẹp luôn, thật sự luôn. 65-67kg mặc ok luôn nha, chốt thì em mã trắng túi giùm em, kèm số điện thoại giùm em 65.000, chốt em mã trắng túi 65.000 kèm số điện thoại, chốt phải cực kỳ đẹp. Rồi trắng túi 65.000 giùm em nha cả nhà ơi, cho em mã trắng túi 65 giùm em, phải mịn dày, rồi chốt giùm em nhé, phải mịn dày giùm em nhé. Rồi chốt đi ba, túi 65 cho Phúc Nguyên, ok, trắng túi cho Nguyễn Hoàng Kiều My, ok, dày đẹp chưa mấy con, 65 chết cha, chết cha, khoan ngươi đẹp ơi, cái thứ hai đúng không, coi lại cái thứ hai đưa ra cho vợ đi, cái thứ hai rút ngoài rồi, sợ nhầm mã đó, cái này là nè cái này là đúng rồi, cái quần đúng rồi đó, đúng rồi nè, cái này nữa nè, ok nè, rồi chốt đi. Bán túi cho ai? Túi nè, chị Nguyễn Hoàng Kiều My rồi, túi cho Trương Thùy Linh. Ok nè. Thêm một trắng túi cho Nguyễn Hoàng Kiều My. Ok nè. Rồi cái này xinh nè mấy chị. Cái này là nếu mà mấy chị để ý trên tường nhà em thì em có đông người rồi. Trắng túi phòng nha con nha. Cái này là trắng tay phòng. Trắng túi cho Huyền Trân. Trắng tay phòng. Rồi, cho em mã trắng tay phòng dùm em 60kg đổ về mặt, ok, lát nữa em đăng hình lại cái hình này. Trắng tay phòng cho em 69.000. Trắng tay phòng 69.000. Trắng túi đậu chưa, đậu ghi chưa? Rồi trắng tay phòng dùm em nhé. Từ em lấy cái để nó nhầm mã. Thôi Nguyễn lấy áo hiếu mặt. Nè, trắng tay phòng nè. Áo hiếu mặt thôi, còn trắng tay phòng nè, tao chốt đi đây. Bao nhiêu? 69.000. Tay phòng nè, có mấy? Có 2, có 3. 3 hả? Phòng cho Mai Hạnh. Ok. Phòng cho Phạm Kim Anh. Rồi. Trăm Láp. Rồi. Ủa cái trắng đang dây hồi nãy có 2 vậy, bấm điêu vô trong rồi mà. Còn cái nữa đó. Bấm rồi, 2 cái nữa rồi. Rồi trắng túi em còn 2 nè, chốt nguyên miếng. Trời đất ơi. Xếp polo 99 nè. Hết tay phòng rồi chị ơi, còn trắng túi thôi. Polo trắng 99 này, cái polo trắng 99 em có 2. Polo cho Phạm Hương. Polo này cả nhà 60kg đổ về. Polo cho Phạm Hương, polo cho Cao Thị Khoa. Rồi baby doll này em nha, 60kg đổ về 99.000 baby doll. Baby doll trắng 99.000. Hết polo rồi cả nhà ơi. Cái này cục lẻ.
cơm thì nem cũng chín nè. Nè. Cô lo hết rồi, chốt cái mã baby doll nha, 99 nè. Cái này chốt thì em mã no lưng đi cả nhà. 99.000 no lưng. No lưng thì em 99.000. Mấy cái hạt này toàn là hàng hot girl. Baby doll cho mèo con. Rồi chốt em mã no lưng thì em 99.000 nha. 99.000 no lưng. Facebook của em dạo này là không có tương tác á. Chứ không thì không có cái vụ mà đứng để mà like từ nãy giờ như vậy không á. Rồi chốt no lưng nha. Nè. Set hoodie trắng nè. No lưng cho mèo con. Ok. Là hai cái luôn, mèo con hết luôn hả? Một cái. Rồi. Chốt cho em mà set trắng thì men luôn 99.000 luôn đi. Set trắng 99. Đang dây 99, trời ơi. Đang dây 99. Rồi một cái đầm xanh. Set trắng nè. Set trắng cho Phạm Hương còn hết. Ok. Set trắng hết rồi, set trắng có một. Có một rồi hả? Ừ. Dày quá nha. Ừ, đó. Trời ơi, cái đầm xinh chuyển luôn á. Rồi cho em mã xanh 109 giùm em kìa. Đầm xanh thì xinh lắm. Xanh cho em 109, 55kg đổi về. Chú ơi, mấy áo nam vẽ ok có luôn. Có xếp cặp rất hợp đẹp luôn á. Cảm ơn bà nha. Đầm đang dây là đây phải không mẹ? Ừ, đầm đang dây. Đang dây chính chính cho đẹp lắm ngon. Trời. 54-55kg độ về, chốt dùm em mà xanh nút dùm em nha. 109.000 xanh nút. Mà hết bà đó rồi. Áo nam đẹp lắm, đúng rồi đó. Rồi xanh nút dùm em. Cái quần tôi tụt lút rồi nè mấy bà. Ơi lấy dùm dặn cái ghế xuống với ngồi cái đâu có mệt quá nhất cái đầu á. Rồi xanh nút đi bà ơi. Đang dây chốt rồi đúng không? Xanh nút cho Ngân Trần. Xanh nút cho Vũ Thị Dung. Sao bên đây mày lại ở trần một người đen nữa cho con. Xanh nút cho Ngân Trần. Xanh nút cho Vũ Thị Dung. Xanh nút cho Lê Trang. Ủa Phương Nguyên nó lại đi đâu rồi ta? Xanh nút cho Thu Hương. Hơn lát nữa em like áo nam cho mấy chị. Ở đất người áo nam, ở đất người cái đông người nó like nó lại chửi quá chửi đi thiệt luôn á. Trời ơi, mang hết tiền rồi nó tục vậy đó mấy chị. Ngăn xanh rút xanh nút ngăn có rồi thì cũng nói áo món lo mặt trước. Rồi chốt cho mấy mã xanh nút cho em nha. Mua hết đầm bé rồi tôi mua hết đầm người lớn đi rồi tôi mới like áo Phương Nam. Các bạn mua hết đầm người lớn cho tôi rồi tôi mới like áo Phương Nam. Thu Hương ơi chưa có số thoại này em. Mua hết đồ người lớn đi rồi tôi mới like áo Phương Nam được. Ôi cái xếp xếp hoodie trắng đầu một nè. Bỏ cho dao tay nè. Xếp hoodie trắng bỏ cho dao tay. Đúng không? Dao tay lấy không? Còn đó. Còn không? Đâu đưa dạy tay, đưa dạy tay. Đưa dạy tay cho mẹ luôn nha. Đây. Trời ơi cái đầm xinh quá. Nặng quá mẹ ơi. Nè. Chết nữa rồi. Xinh chưa? Cái tay của nó cũng xinh nữa nè. Rồi chốt cho em không ngồi. Trời ơi, mấy cái đồng này nó thiệt luôn á. Mua như tiền cái luôn á trời. Xếp hoodie trắng còn không? Cái chị Văn Thanh một xếp nè. Phải không? Không phải. Ở đây nè. Cái chị Văn Thanh một xếp nè. Ok. Rồi cho em ạ, làm đen trắng giùm em nhé, 109. Đen trắng 109 nha, không có mấy cái. 55-56 chế độ về, 2 cái. Rồi, cái bào với chân này bà ơi. Trời ơi, đầm trắng tuyệt vời lúc nãy nha, chị nào nãy chưa có. Đen trắng chị ơi. Đầm trắng tuyệt vời lúc nãy nè cả nha. Trắng, màu này màu kem kem á. Trắng kem. Tuyệt vời luôn, ít tiệc tùng thoải mái cho em luôn. Trắng đen nè, trắng này cho Vivi, cho Tiên okay. Lâm. Ok. Màu này là màu trắng kem, đẹp lắm, mỗi 55kg đổ về. 109.000 trắng kem, 109. Nó ở đâu vậy ta? Lấy ở đâu? Cái đó hình như còn đó ta.
đó, cái cọc kia kia, cái này có thiếu không? Cái này hả? Ừ. Cái này này chút rồi mà. Chút đi, còn á. Gắn thêm đi. Chút 5 cái. Chút 5 cái, từ từ cho em like cái đống này cái đã nha. Rồi lát nữa em like đi. Trời ơi, cái đầm này xinh nè. Trắng kèm cho Eli Phạm. Cái này là dạng lệch vai gì vậy? Trắng kèm cho Bình Yên. Tan lắm luôn. Trắng kèm cho Hoàng Ngọc Hảo. Trắng cá thôi nha. Hoàng Thị Hiếu Thảo. Đang rớt vai dùm em 109. 53-54 kg độ về. Đang rớt vai 109. Ốc hiểu từ trần xíu đi hết á. Đây tôi đâu phải ba đầu 6 tay đâu. Đỏ dùm em nha cả nhà nha. 99 nha. Đỏ 99. Đang lệch vai cho Maya Lena. Cái này mấy bà đắp chéo vậy nè. Xong rồi cột eo. Ai mặc cũng vừa hết luôn. 60 kg độ về. Trên mã trắng cọc eo luôn, 99 ngàn luôn. Đang rớt vai chưa ba? Rồi. Đỏ chưa? Chưa. Rồi trắng cọc eo này, 99 ngàn. Đỏ 99, trắng cọc eo 99. Cái này thấy tôi qua ngồi cái thế này luôn. Nè, cái đầm xinh xịn xò nè, hai dây quá xịn luôn nè. 109 ngàn, hai dây quá xịn nè mấy chị. Trắng cọc eo cho Mai Huyên. Ok. Là cái nào? Trắng cọc eo đó. Nè, cái này là đầm quá xịn. Mãn trắng hai dây quá xịn. Trắng hai dây quá xịn. 109 Madalena. Nè, Madalena nè. Madalena, cái này nó bị đổ ra đó. Rồi cái set xanh nè mấy chị. Set xanh này nha. Mấy chị đi mua cái quần đó nè. Rồi cũng như cái quần em mặc đó. Cái quần này là trong cái set kia em lấy ra em mặc đó mấy bà. Chứ đâu có đâu, cái set mà áo kem á nhà em bán hôm bữa nè nè. Cái quần này cũng y như cái form này luôn. AC luôn, không khác một xíu luôn, khác số đo luôn. Dung chung ở phía sau 55 kg đổ về nha. Cô một nhà may ra luôn á. Rồi, áo bạc vai xanh. Rồi cho em mã set xanh minh dùm em, 99 ngàn set xanh minh. Set xanh minh em có 5 set. Set xanh minh em có 5 set. Nè, cái kem hồi nãy nè. Kem đó đó. Cái trắng kem á. Nè, 2 dây nè, em còn 1 nè. 2 dây 1 là 9 dây 1 nè. Xanh có 5 đúng không? Xanh có 5. Xanh có 5 nè mấy chị ơi. Mấy cái này mấy chị đi tiệc tùng đám cưới sang tặng Minh Thường xanh nha. Xanh cho Vân Vân. Thoải mái cho em nha. Lương Thị Phương Trúc. Ok. Nguyễn Ngọc Trâm. Ok. Trang Vũ. Ok. Đỗ Mỹ Linh. Rồi, cho em mã 2 dây nè, 109 nha ba. 2 dây 109 cho Duyên Duyên. Còn á, nhưng mà kiểu như nó màu trắng nó lộn xộn nên không dám chốt đơn là vậy đó mấy chị. Cứ để đi mình coi mình thích cái nào thì mình lấy giúp em đi mấy chị nha. Ok nha. Trời ơi. Thôi này mấy bà. Chưa. Bánh bèo chưa. Rồi cho em mã 65 dùm em nhé. 99 ngàn đi. Mã 65 99 ngàn. 99 ngàn mã 65. Nè. Cái đầm trắng nè. Nhúng ngực nè. Nơ lưng nè. Mã 65 99 ngàn. Bây giờ mấy cục áo bướm rồi ba, rốt bướm á. Áo thun bướm á. Rồi cái này cho em mà trắng nhúng giùm em luôn nha cả nhà nha. Trắng nhúng giùm em 99 ngàn luôn. 55 cái độ về. Rồi một cục áo nha cả nhà nhá. Em lên cho mấy chị cục áo ha. Mã trắng 65 đi ba. Trắng 65 cho Bánh Gạo. Ok. Rồi trắng nhúng. Trắng nhúng cho Phạm Hương. Ok. Nè cái áo này mấy bạn. Cái nách luôn, giống như cái set xanh đúng không? Mấy chị lấy cái quần ra, ví dụ như mấy chị lấy quần ra đi. Mặc cái áo này lên một cái quần ép nhơ chưa? Thấy chưa? Còn hoặc cái quần kem của em mặc với cái áo này cũng xinh xỉu. Rồi cho em mã trắng trắng kiểu giùm em nhé. 65 ngàn trắng kiểu. Trắng kiểu em có 2, 65 ngàn. Trắng kiểu em có 2, 65 ngàn. Đây một cái hoodie nè mấy chị. Hoodie cho em luôn, 65 ngàn. Cô đi xanh chữ 65. Xanh chữ 65. Kiểu cho Đặng Ngọc. Ok. Xanh chữ 65. Kiểu cho Nguyễn Ngọc Trâm. Ok. Rồi xanh chữ 65 gì luôn. Trời ơi. Bướm trắng, bướm đen gì chơi hết. Đủ mọi thể loại bướm. Rồi cho em mã trắng bướm giùm em luôn nhé. 65 ngàn trắng bướm. Trắng bướm 65 ngàn.
60-70 kg mặc ok luôn. Hút đi số 5 này bây giờ ơi. Hút đi số 5 đi. Hút đi số 5 cho trăm lát. Rồi. Cháu xin em mã cái gì đó, trắng bướm. Con bướm số 5. Trắng bướm số 5 nè. Trắng bướm số 5. Xanh có một à. Rồi xanh mi trắng túi số 5 ví dụ về nè. Số 5 ngàn cho mã xanh mi trắng túi. Mà bỏ vô một chỗ nè. Xanh mi trắng túi. Trắng bướm không ai chốt nhảy. Buồn quá nha. Buồn lắm ấy nha chị em mình. Chị em mình ơi. Trắng túi số 5 còn 2 cái lấy đi mẹ. Cái đi. Cái chi một cái. Trời ơi, cái này đẹp lắm á. Cái này nè. Đây phòng nha, nhún nha. Ở phía sau của nó là đang lưng nè mấy chị. Cái dây này nè. Nó có mấy cái đường mấy cái lỗ lỗ đây nè. Mình đang lưng mình đắp chéo thôi. Thế nữa tôi đăng hình cái đầm này là mấy đầm rất xỉu liền. Ông Nam không có loại giày tay chị Huệ Lê ơi. Không có giày tay đó chị. Nè, đang cái chéo qua giùm em với. Ok chưa? Trời ơi, đỉnh thế chút sao? Đi rồi Hạnh Thâm ơi. Rồi cho em mã đang dây giùm em 99 ngàn. Ê cái set huy trắng còn 1 nè. Set huy trắng 99 ngàn còn 1 nè. Đang rút 99 cho Thùy My. Ok, set huy trắng 99 còn 1 nè. Rồi đầm trắng tay dài dễ thương chưa mấy chị. Rồi đó thôi. Trắng tay dài 99 55 cái đổ thôi. Trắng đúng không? Rồi cái mã set trắng đi. Set trắng 99 60 kg mặc ok. Rồi cái mã trắng tay dài. Set trắng tay liền hoài. Trắng tay dài chị Lê Giang. Rồi set áo cái này hồi nãy em bán màu đỏ đi. Cái này màu đen. Set áo 75 đi. Em bán lỗi nữa chị. Cũng không phải là lỗi gì nhưng không có lỗi. Là lỗ đấy chứ, lỗ tùm lum đấy chứ. Xếp phố đen giùm em nha, 79 này. Xếp cho chị Ngọc Ánh. À, trắng đang lưng em còn một này cả nha. Cái bọc kia đi mẹ. Trắng đang lưng em còn một này cả nha. 79 ha. Ừ, trắng đang lưng em còn một. Trời ơi, coi nè mấy mắt. Một cái áo kem kiểu. Một cái quần lưng siêu cao, dài. Chất bao dày luôn. Rồi cho em mã set kem luôn, 99 ngàn luôn. Đăng lưng cho Nga Mai. Đăng lưng cho Nga Mai. Trời ơi, cái set này đẹp. Cái set này em cũng có một set rồi nè. Hôm bữa em like xong em để là một hết set. Hết phối rồi mấy chị ơi. Cái nó như vậy nè mấy chị. Xong rồi, chung với xếp ly nhé. Cái vạt. Vạt của nó là tế như vậy nè. Set này đẹp lắm, em có một set. Cái mã set trắng chữ, set trắng chữ thêu, set trắng thêu 99 ngàn, 53-54 cái đổ về. Cái này set hả? Cái này là set kem, cái kia là set trắng thêu. Set kem 99 cho siêu hà nè. Ủa mấy cái này mặc sang lắm luôn mấy bà. Sexy, sang. Hai dây lụa nè. Ở phía sau của nó đang liên lạc. Có trắng chữ, trắng thêu dùm ba nha. Trắng thêu vô à, trắng thêu vô Phạm Hương. Nè đang lưng ở ngoài sau nhìn sexy đó. Cái chất lụa. Rồi, hai dây lụa giùm em nhé. 99.000 hai dây lụa. Cái tối là cái gì vậy ta? Cái tối là cái gì vậy? Phối là cái đen phối trắng hết. Hết rồi, để còn em bỏ cho vô tay. Set caro 99.000. 53-54 cái đổ về. Lụa chị Ngọc Ánh. Rồi hôm nay mấy bà mua mà đúng gu là ghiền đúng không á. Chết chưa mấy bà coi nè. Tiệc tùng thoải mái luôn. Tôi nói mấy bà mặc từ bắt đầu là cuối năm là bắt đầu mặc từ tóc niên cho tới tân niên mà thoải mái cho em luôn. Riêng cái hàng này nó chị mua mặc đã đời xong biết xong đi thanh lý là nó còn rẻ hơn nữa. Nó còn lời hơn nữa thì chị thuốc.
Rồi, chú gần em nè, coi cái đầm nó đẹp chưa. Rồi đầm đen, đen dây giùm em nhé. Caro cho viên viên. Ok, đen giùm em nhé. 99 ngàn luôn đen nha. Bao sang luôn, một cái sát tối nè. Cho gì đó. Cho tay đó. Vô tay sát tối đen mà. Cái khô đen, khô đỏ gì nó cũng lấy hết. Đầm đen cho Thư trực tuyến nè. Ok nè. Này cái đầm 2 dây 109 nè cả nha. Đầm 2 dây 109 nè, cái đầm này đẹp quá trời luôn á. Em thích cái đầm này lắm luôn, không mặc không được. Em thích cái đầm này lắm. Sang cái gì có vú một xíu ha. Em vú lét quá. Để hôm nay xong vú đi luôn theo ông bà luôn rồi. Để hôm nay xong cái vú đi theo ông bà luôn đấy bà. Ok, đen đỏ nè, cuối gì cũng lấy nha. Cái đầm đỏ hoa hồi nãy nè mấy chị. Đỏ hoa. Đầm 2 dây này cho Đỗ Minh nè, đẹp quá trời luôn á. Đỗ Mỹ Linh chứ lộn. Rồi, tên gì hoa hậu mày nội. Thì đứa nào cười tao vậy bay. 2 dây là cái này hả? Đúng rồi, 2 dây 109. Tao nói tao sai đâu trời. Đỏ hoa giùm em. Đỏ hoa. Đỏ hoa cho Phương nè nè. Mày tao yêu thương mày lắm, tao mới cho mày đó. Nó chữ tao bỉ hoa luôn, mai tao bán cho mày là đúng rồi. Thiệt luôn á, tôi nói thiệt, tôi nói giỡn đâu mấy bà. Để hôm nay xong vú đi ra ông bà luôn. Rồi cho em mã kem giùm em nha. 99.000 kem. 5354 cái độ về. Kem 99.000. Trời ơi. Cái đầm nhung này mấy trời. Nhung và maxi có cúc ngực. Kem 99 đi ba ơi. Kem 99 cho Nhung Nguyên. Bao giản. Bồng nào ra bồng đó cho em luôn. Rồi cho em mã Nhung Nguyên 99 ngàn luôn. 55-57 kiếm mặt ok. Đây nè, cái này đẹp nè. Cái này hồi nãy Phương Nguyên có một cái duy nhất. Cái này là cái thứ hai. Thôi. Bây giờ mặc cái xanh đây. Rồi mặc cái này được không? Vừa không? Bữa. Để mặc tí. Thôi cái này để cho em đi. Các bạn thấy mặt vừa mấy bà, tôi thấy rộng á, nhưng mà mấy bà thấy mặt chấp nhận được thôi. Đỏ hoa chút chưa, rồi đầm nhung. Đầm nhung nè, rồi cái này nè, đẹp chưa. Trời, cái này chấp nhận được không trời. Thôi bự quá, thôi bán. Rồi chốt mê mã nút. Mã nhung nút 109, mã nhung nút. Trời ơi là luôn. Mã nhung nút 109. Đó. Mấy cái mã đẹp đẹp đó là toàn là em xin cái đó. Ôi cho em đi, cho em đi, cho em đi. Nút mấy chị ơi. Đây nè, em nói thiệt chứ cái set này người ta mới nè. Wow. Cái chị Huệ Lê nè. Ok, yêu thương lắm mới cho. Có cái bịch cho cái bịch đi bà ơi, bịch xịn đâu. Không, cái bịch là của set này cha. Một đống bịch nữa đâu, đây. Yêu thương rất nhiều mới cho nè. Cái set này thôi khỏi phải vàng luôn á mấy chị. Trời người ta bán thằng 200 mấy không hả? 200 mấy không à, rồi dưới xanh có một set bán 125 ngàn cho vui. 200 mấy không à, 200 mấy là rẻ đó đó. Rồi dưới xanh 125. Ok trên nè. Dưới xanh mấy chị ơi. Dưới xanh 125. Xanh 125 nào. Rồi dưới đen 125. Ok không nè. Ok không. Rồi dưới đen 125. Rồi xanh cho hắc bên son nè. Ok. Ờ bà đó cũng tội đó. Dễ thương á. Ờ bà đó dễ thương á. Rồi sách đen 125. Nè bây giờ nè mới bán mấy cái đồ độc cho mấy chị nè. Có một cái nè. Cái này là đồ một cái là đồ em xin đó mấy chị. Đồ em xin á. Bả còn nhiều nhưng mà chắc phải qua Tết thì bả mới sale. Tại vì bây giờ khách sĩ của bả còn đang bán, bả không cho. Đen 125 chị Huệ Lê. Nhưng mà em nghĩ rồi chắc qua Tết là bả sale đó. Này nha. Này là xin đó mấy chị. Cái hàng này người ta xỉ là 180-190 một cái rồi. Rồi áo phối dạ giùm em luôn nha cả nhà nha. 99 ngàn. Phối dạ 99 ngàn đây nè. Hàng này nè mấy chị. Đẹp lắm. Còn là hàng đặc không à. Đẹp. Chốt chưa? Chốt giùm ba cái dạ đi. Phối với chị Sushi Misu. Rồi. Đi chờ bà tính đọc luôn. Đang chéo giùm em 109. Đang chéo 109 55 ký độ về. Trời đất ơi.
Đây nó có cái dây đắp chéo qua đây nè cả nhà. Cho mình đắp chéo lại. Mình cột eo. Rồi cháu giùm em mã đen cột eo. Ở phía sau của nó là như này nè cả nhà. Có dây cột eo nên mình dễ rất là dễ mặc nha. Ở phía chéo sau của nó này. Chính cho Uyên Vy. Ok. Ở Uyên Vy đòi hàng này thì chút mạnh mẽ lên với em. Sau đó kêu đầm xếp mà. Đầm xếp mà. Rồi, ở phía trước của mình là mình đắp chéo em lại nha. Không có hở, mình đắp chéo lại như này nè. Ok chưa, là nó ra cổ tim. Xong rồi mình cột lại. Ở phía sau nó còn thêm một cái no nữa là thành hai cái no nha. Rồi cháu quay mã đen cột eo giùm em 99. Ê quay 109 nè. Nha, em cột eo 109 55 chứ. Trần Vy 109. Nguyên Nguyên. Tụi bay chấm mà nó lãng luôn cái tê, cái bình luận của tao luôn á bay. Chấm ít ít luôn thôi. Trời ơi cái đầm đẹp nha. Cái đầm hai dây đen hồi nãy nè cả nha. Hai dây đen giùm em nè. Cháu em mã hai dây đen nè. Trời ơi đen cục eo. Trời cái set đen nè mấy trời. Cái này đúng hết đúng không? Nè cái set này hết đúng không? Thằng Phi có địa chỉ rồi mà. Rồi set đen giùm em luôn. 99 ngàn. Cái xanh là gì vậy mẹ đúng không? Dẫu lên cái xanh mẹ. Ai dây đen như chị Bình Yên. À nếu coi từ đầu like tới cuối like luôn á trời. Nè cái đầm trắng huyền thoại nè. 99 ngàn. Set trắng đen như chị Sushi Misu. Trắng rút huyền thoại này cả nha. Rồi trắng rút giùm em luôn 99 ngàn. Trắng rút 99. Để em xíu em bán cái đóng lẻ này coi. Nè. Trời ơi. Bánh đều lắm. Rồi trắng tầm giùm em 55 cái đổ về 99 ngàn trắng tầm. Trắng tầm 99 ngàn cách nào là không bán em. Ai có tiền là bán thôi. Không có cách nào mà từ chối hết á. Đừng có khách xả đơn, có khách bom hàng là được thôi. Có khách nào lóng bán mấy trời. Bán hết chứ, bán hết. Trời ơi, cái này bánh bèo nè mấy má. Chưa comment mà thấy mọi người chốt rồi. Vậy chứng tỏ của mạng em yếu quá đó, yêu vậy. Chưa comment mà thấy mọi người chốt rồi. Vậy là mạng em yếu rồi. Xoàn, thả mảnh, đẹp quá trời luôn á. Trắng tầng chốt chưa ba? Tầng 99 cho Nguyễn Hạnh này. Nguyễn Hạnh ơi, nhảy lại số điện thoại đi. Rồi, chị ơi. Rồi, cái này mã 30 giùm em nhé. 99 ngàn mã 30. Trắng tầng cái sau này đúng không? Đúng rồi, thì có tầng đó cha. Mình biến mở ra. Hồng trơn giùm em 65 ngàn. Hồng trơn 65. Cái này để mai nó xếp ngay ngắn lại đi. Đẹp quá à, đẹp quá à. Hả? Ừ. Nè. Rớt vai giùm em 99 ngàn. Rớt vai 99 ngàn. 30 là cái này đúng không? Ừ. Mã 30 là có cái bèo bèo như cổ. Không phải. Cái đó là rớt vai. Nguyễn Hạnh ok. Trời ơi cái này đẹp này mấy chị. Cái tay của nó đã lắm. Rồi cho em mã đỏ tầng thì mua 99 nè. Đỏ tầng 99 nè, 55 đi. Thấy mi vi. Em thấy mi vi nè. Rồi đỏ tầng 55 đi. Ô cái set. Trời đất ơi nè. Áo trắng tay phòng nè. Cái này là cái chân váy này nó may nhái ha. Rút dây nè. Thì nó may nhái cái gì ta quên mất cái tên rồi. Rút dây giùm em nha. Đỏ cho viên viên. Rồi cho em mã xếp đen rút đi. Xếp chân váy đen rút đi. 99 ngàn luôn. Nãy ai hỏi xếp yếm ta? Xếp yếm á. Áo sơ mi trắng tiểu thư đó. Có kiếm đen này em khỏi mở ha. Chị nào nãy chưa chốt được thì chốt cho nhanh. Xếp cho Jenny Trần. Xếp yếm nè 99 nè. Đỏ tầng chưa? Rồi. Xếp yếm 99 nè.
Đấy chị nào đó. Sẽ đến cho Thúy Hồ này, ok chị nha. Thúy Hồ ơi, chưa có số điện thoại này chị ơi. Trời ơi. Tầm con xỉu luôn á. Cắn đâu dùm em. Nơi cổ này bánh bèo lắm luôn á mấy trời. Nơi cổ như cái này mà mặc mấy cái máy ghi lê phối ngoài nó cưng lắm luôn á. Nơi cổ dùm em 99 ngàn. Nơi cổ 99. Này nó có cái áo dài ngoài có trắng ở trong đúng không? Cái nào? Này này. Ờ đúng rồi. Hồi nãy hình chị Sushi có rồi á. Nè cái đen nắp đen nắp chết này cho Uyên Vi này nha. Đúng không? Nãy Uyên Vi dành này không được nè đúng không? Em lắp chế cho Uyên Vi nè. Cứ nhảy giùm anh số điện thoại đi, mua nhiều lần sao phần mềm nó không có lưu. Cứ nhảy giùm anh số điện thoại đi em. Em lắp chế cho Uyên Vi nè. Uyên Vi ok em cái đi em. Trời đất ơi, trời đất, trời đất, trời đất, trời đất ơi. Cái này bán bao nhiêu tiền đi bay? 500. Làm cô dâu luôn. Đứa nào biết cái mày cái mã này chưa? Giờ cái này bán bao nhiêu tiền? Lại đi ăn đám cưới người cũ hả bay? Nổi hơn cô dâu á. Các bạn biết mấy bay cái mã này không? Đi ăn đám cưới người cũ rồi chứ, đi chụp hình cưới ăn đám cưới người cũ thôi. Tắt chết luôn á trời. Đi cưới lại lần hai đi chồng ơi. Để đi cuối năm đi chụp hình. Rồi. Chốt cho em, chốt cho em mã người yêu cũ 125. Người yêu cũ 125. Ừ, biết cái mã đó đúng không? Hà hot quá. Cho ba cái bọc quá đi. Yêu cũ 125. Dữ trời. Trời cái đó y như cái bãi áo cưới luôn á trời. Nè. Mấy cái hàng lẻ là toàn hàng xinh đâu không chị. Rồi ok, thấy người yêu cũ rồi đó. Người yêu cũ 125 nè, cho Nana Nguyễn nè. Ok, cái bà nó có lựa đồ đẹp không luôn á, bà cứ chốt được đồ đẹp không à. Nhà mấy cái này xinh lắm mấy chị. Rồi trắng cộng nơ giùm em, cái chất vải của nó đã lắm mà nó xòe, siêu xòe luôn á. Rồi trắng trắng cộng dây. Trắng cộng dây giùm em nha. À, trắng cộng dây giùm em nha. 99 ngàn. Ai tới nữa khi không coi like được. Ủa sao coi like không được? Hả? Sao coi like được? Nó nói tội gì trời. Đâu. Con Vi không coi được hả? À. Này trắng cột dây có 2. Trời ơi đúng luôn á mấy chị. À không phải. Người cũ không còn nữa đâu em. Người cũ có. Người cũ thì chỉ có 1 với tụi bay có chục người cũ luôn hả? Thì sao? Rồi cái này cho em mã trắng nhúng đi. Trắng nhúng eo 99 nè. Tụi bay nhiều người yêu cũ vậy. Đó đi chụp ảnh cưới cũng được nữa đó. Trắng tầng 99 nè. Em ơi, em không thấy chốt sao anh biết được trời. Tigon trời ơi. Anh lại em. Rồi. À bây giờ. Bây giờ nó một đống vô đây nè. Chắc còn nó mà không biết nó nằm đâu thôi. Tiếc nhiều ơi, coi đi mấy chị. Nè cáo phóng đỏ nè. Con nhún là cái trước hay cái sau khi qua. Con nhún là cái này gì mẹ. Hả? Con nhún là cái sau á, cái trước là cái cục dây nè cha. À, đây đây. Đây đây từ từ để tôi lấy cho cha, đừng có lộn. Nè đắng nhúng nè. Nhúng hả? Nhúng cho chu chân. Em ghé lấy nha chị. Bao giờ nó em chưa ghé lấy lần nào hả? Nguyễn Ngọc Huyền chưa ghé lấy lần nào, để ngày kia nó chốt đơn xong rồi em hãy ghé lấy. Bao giờ nó gọi điện cho em hãy lấy ghé lấy nha. Trời ơi, Trường Phi Hồ nãy giờ coi không được, mai coi lại tức ói máu. Trường Phi Hồ nãy giờ coi không được rồi. Em không biết bán cái gì luôn á bà. Hôm nay bán tiếp đi ha. Rồi, bà cũng... Ông ơi, ông kêu nghỉ đi. Nghỉ đi mấy bà ơi. Mấy này là đừng quá rồi mấy bà ơi.
sáng ra thì dẫn sắp nhỏ đi trà sữa nó kìa mấy ba ơi. Đang đắp chéo nè, 109 hồi nãy nè cả nhà. Cái đầm này mấy chị đi tiệc thì thôi luôn á, em nói thiệt luôn á. Tuyết Nhi đập lên em cái chị ơi. Đợt này giờ thì cứ đập hay là đập thôi chứ cho mấy chị. Em không nhảy xuống thoại đập làm gì trời. Mua hàng thì phải kèm xuống thoại chứ. Rồi cho em mã đang đắp chéo 109. Đang đắp chéo 109 55kg đổ về. Nè, cái đang nơ lưng, đang nơ kem lúc nãy đây cả nhà. Trời ơi, cái nơ người ta cột đẹp không? Cái nơ em cột, em thấy chán quá, hồi nãy em cột nó xấu, người ta cột đẹp ghê luôn á mấy bạn thấy không? Thôi cái này để cho dạy, đông đông cái này đẹp nè, để dạy cho đi ha. Ừ, nó gọi gì vừa xinh xinh á. Thôi cái này khỏi dành với em đi mấy bạn. Để em cho. À đây còn một cái nè. Sao? Không phải. Trời ơi. Đẹp chưa? Bạn nơ con, còn không? Bạn nơ có một cái cho vợ đi. À, đẹp đấy. Rồi cho em mã phối nơ. Cái này mã phối nơ nha. Phối nơ giùm em 99 ngàn. Hết rồi, hết rồi mua rồi hả? Giờ lên đến nam thì được. Không? Trời đất ơi, áo nam được không? Mấy trời, em nói thiệt luôn á. Này mấy chị mua bao nhiêu tiền cái chứ nhà em bán vậy là nó rẻ quá luôn á. Thôi để cho em mặc luôn đi cho rồi, lễ thúi luôn á trời. Em nói thiệt luôn á, đẹp quá trồng hoa. Có lễ thúi luôn á. Trời ơi, coi nè. Thúi nơi cho dâu tay. Ok. Trời. Hả? Không bán nữa hả? Không quên ông kêu nghỉ đừng bán nữa. Rồi cháu cho mấy mã đầm đen rút 99 ngàn. Tới giờ rồi mấy bà ơi. Hàng về đen thì đó mà mấy bà mới cứ mua hàng em xong rồi xả, mua xong rồi xả đi đem ghét em, đâu thèm bán nữa đâu, đâu thèm bán cho mấy bà nữa đâu, đâu thèm bán cho mấy bà nữa đâu mấy chị. Đen rút là cái gì đây hả? Em á bán người rẻ ra thiệt, em lấy công em làm lời à. Đen rút cho chị Sushi Misu nè. Người ta bán hàng mà bán mà số nhiều như em á thiệt sự luôn á, người ta là hot girl ngày nào chỉ tên đi ngoài đường trà sữa chụp hình rồi thôi. Em suốt ngày trời ơi bằng chết bà đi được, phèn nhìn mấy bà thấy phèn, đâu có giống chủ tốt mà ngày bán bao nhiêu tiền hàng đâu. Thì mấy bà thấy đúng không? Mấy đứa nó bán rồi mày chụp đơn hàng 10 cái 20 cái nó đi chơi tàn, đúng rồi cái nó lời 100 ngàn, 50-70 ngàn. Còn em cái lợi nhiêu đâu, lúc này mấy bà nhìn em ở ngoài vậy mấy bà mới thấy, mà cần gì nhìn ở ngoài, nhìn trên live là thấy đủ bằng rồi là hiểu rồi đó. Mấy bà sẽ thắc mắc, ủa con này nó bán nhiều vậy, nó bán vậy sao nhìn nó bằng dữ gì ta, rồi mấy bà đủ hiểu rồi. Thì sự, cho nên nó em mà hả, ai mà xả là em đẹp luôn cho rồi. Thiệt luôn á trời, em nói thiệt luôn á. Chi đúng không, ăn nỉ cầu cạnh làm chi cho nó mệt. Khỏi cần phải thảo mai luôn, em không còn thảo mai, rồi bán cho mấy chị cục áo thun nam đi ha. Cho bán cho bạn mấy cục đi ba, chứ bạn nói quá. Bà dẹp thì nhờ cái này đi, giờ lâu ghét xịt lại cho bớt mặt quá. Rồi bán cho mấy chị ít xong rồi em nghỉ nha. Hàng gì bà nào mà mua áo thun nam rồi review cho mấy bà ăn cái nữa mấy bà. Mấy bà review cho mấy bà ăn cái kia mua coi. Ờ, cho tới đây bà review ơi. Review cho em cái coi. Bà ơi. Mình review cho em cái đi. Tôi cũng mệt với bà luôn. Ừ, em cũng mệt lắm luôn á. Rồi. Em cũng mệt lắm luôn á anh ơi. Tối nay mình mệt với nhau nha. Rồi. Cho em mã này giùm em nha mấy chị nha. Rồi cho em mã sọc giùm em size M. Sọc trắng size M giùm em 55kg đổ về. 79 nghe. Sọc trắng size M 55kg đổ về. Sọc trắng size M 79. Đang xem mà biết nào mà cứ cười tao hừ hoài vậy bay. Sọc trắng xem mà chốt đi cha già. Sọc trắng xem mà sọc cho Đông Nguyên. Đấy bà, em nói thiệt sự. Đen xây lờ giùm em 60kg. Đen mà đen xây lờ 60kg. Không Vinh nó nghỉ hoài rồi, bên Nịnh nằm không biết tao bán tiếp đó mấy bà. Tôi cúp cầu dao liền á. Đen xây lờ Nịnh nổng không biết tao bán nữa đó chứ không là không được. Đen lờ mấy chú. Con đờn của già này thiệt luôn á. Vừa đấm vừa xoay vậy đó, nghệ thuật hết. Đấm cái độ máu. Đen mấy chị ơi. Đen nè, lờ dễ thương lắm luôn á. Đen lờ bé hiền nè. Rồi
Chốt cho em mã này giùm em. Mivi ơi, đang lấy áo nam nè. Đang lấy áo nam đây con quỷ cái. Rồi chốt cho em mã trắng hoa tiết giùm em nha. Trắng hoa tiết cho em cái này size M. 55-57kg. Trắng hoa tiết size M 55-57kg. Đẹp lắm. Vô tay hồi chiều có cắt hàng cho em rồi em. Có cắt hàng vô tay trắng cái rồi. Em không cần phải đặt thêm nữa đâu. Đặt thêm thì cầm thêm vô tay. Rồi. Trắng size M. Trắng cho sushi miso. Nè, áo này. Áo này. Hàng hiệu. Người ta giá tiền triệu, em hàng hiệu giá tiền chục. Nè, màu xanh than, cái này size M giùm em nha. Cái SL, nam nữ gì mặc cũng được hết. 60kg đổ về, cho em mã xanh than. Xanh than giùm em nha. Em nói thì không có gì cao ta. Chồng em cũng mặc cái này, em trai cũng mặc cái này. Bạn bè em cũng mặc cái này không à. Hàng xịn lắm. Chứ ra shop mua nó không mắc. Ra shop ra cũng như vậy thôi. Gấp 3 lần giá tiền đó. Mấy. Rồi, cho em mã cái gì? Xanh than SL. Xanh than L cho Nhung Nguyên. Okay. Cái này bỏ cho em vô tay nè. Một cái áo đen của chị nhìn như em nè. Cái chữ là chữ nai dập nổi như thế này nè. Nữ mới mặc cũng được nữa. Cái này size S nhưng mà tầm 60kg đổ về. Cái chữ của nó xịn lắm. Cái chữ nó là dập nổi như này nè. Rồi đen size S cho em nhé. 79 này đen size S. Đen size S 79 này. Cái này đi theo cục á. Cục xe nhỏ, cục xe lớn như sao á. Đúng không ba? Biết đường nào mà mờ. Đen S nè. Nè y như đen S mà em có đen XL. Đen S cho Yến Kiều nè. Nè y như đen S mà em có đen XL nè. Trời mấy cái hàng này là xịn vô đố luôn á cả nhà. Nike XL. XL cho em 75kg. XL 75kg hàng xịn lắm. Bà cầm cái áo này trên tay mà không ghiền thì không lấy tiền. Đây là dập nổi hết. Đó. Đen XL. Nè. Đen XL cho Đinh Thị Thúy nè. Sáng xe S. Sáng xe S thì mua nha. 252kg. 52kg thôi. Sáng xe S 52kg. Về hàng lớp cốt nè. Trắng xe L 60kg. Xe mã trắng L 60. 60kg 79 nè. Sáng mấy chị ơi. Trắng L 60kg. 8 size S nè. Trắng lò 60kg nè. 8 cho từ Viho nè. Trời ơi. Cái này là trắng cổ tim size 2X. Cái trắng cổ tim size 2X 65kg. Trắng cổ trắng lò cho Hà Thị Điệp Linh nè. Trắng cổ tim size 2X 65kg. Trắng cổ tiên xe 2X 65kg. Trời ơi. Cái này là on body. Chất đã lắm. Xám 2X cho Tâm Đặng nè. Ok, cái này là cái hình gì vậy ta? Hình gì cũng biết. Rồi cái này size S cho em tầm 55kg đổ về. Superman. Đen size S 55kg đổ về. Đang size S 55kg đổ về. Trời ơi, đang họa tiết nè, size M. Đang S cho Nguyễn Ngọc Trâm. Ok, đang họa tiết size M. Cục này size nhỏ không ta? Chữ đen size 3X 80-82kg. Chữ đen size 3X nhé. 80-82kg là ok luôn á. 80kg đổ lên, 85kg đổ về. Chữ đen size 3X. Đen mời cho Tường Vi Hồ nè. Rồi, chữ đen size 3X. Trắng phối xanh mò 55kg đổ về. Trắng phối xanh mò 55kg đổ về. 3X mấy chị ơi. Chữ đen 3X. 3X cho Rose Trần nè. Ok. Trắng phối xanh mò. Em mấy chị có không ai như em đâu. Lựa hết hàng đẹp bỏ cho sỉ rồi còn mình bán hàng. Rớt mẫu lại như vậy nè. Rồi trắng xanh mờ em 55kg. Rớt mẫu. Rớt size á. Cái hàng này nó có đủ size hết. Trắng xanh mờ. Trắng phối nè. Trắng phối cho chị Sushi Misu. Nè. Cái hồi nãy nha mấy chị. Cái hồi nãy mà đen họa tí có. Trắng em có đen. Mấy chị ơi. Đen XL. Đen họa tí có mấy chị. Em có XL. Trắng mờ cho Eli Phạm. Đen XL 65-67kg luôn nha. Đen XL
đen họa tiết XL. Trắng mờ chứ. Đen họa tiết XL. Đen họa tiết XL mấy chị ơi. Trời ơi cái trắng cá sấu được. Đen họa tiết XL 65-67 chứ. Nè. Cái trắng cá sấu này chắc đã lắm mấy chị. Trắng cá sấu này size M giùm em 55 chứ. Đen họa tiết cho Rose Trần. À cái trắng cá sấu này để cho nhà Uyên hồi chiều dặn mấy cái size M á. Chị giờ mới lấy cái hai cái hay một cái gì à? Nè bỏ nhã Uyên cho một cái xem rồi ghé nhã Uyên ghé thôi từ từ bán đi để giờ lát nữa giờ lấy khác chứ bấm đi rồi, rồi nè đây nè còn một cái nè lấy thêm đó mà không lấy một cái thôi còn chốt cái đó cho người ta đi trắng thì mờ phải không ừ. Trắng mờ cho Nhật Quỳnh áo nam thì nó đơn giản không mấy chị. Cái này trắng da ra dùm em 60 kg độ viền. Đây mà trắng da hàng nó xịn lắm cả nhà. Cái chị cầm hàng áo thun trên tay là biết rồi. Trắng da ra dùm em 60 kg độ viền. 8. Sai gì da ra mấy chị ơi. Yên tâm đi, không phải là hàng này vải xấu quá rẻ đâu, yên tâm đi. Em bán cái này là thiệt sự luôn là em không muốn mấy chị tốn nhiều tiền để phí lãng phí để tiền đó mấy chị mua màu, mua hàng cho em thôi, thiệt sự luôn á. Thiệt sự luôn cái này em bán không có lợi nhiều hết á nhưng mà bán để cho mấy chị tiết kiệm bớt số tiền mua hàng của em nhiều hơn vậy đó. Trắng da ra cho Tâm Đặng hàng này đã lắm mấy chị thiệt sự luôn rồi cho em mã xám XL giùm em nhé 65 kg cho em mã xám XL cá sấu XL cá sấu xám XL xám XL mấy chị ơi trắng da ra chưa nè đen size M nè size M này lớn 60 kg đổ về đen xây mờ ba lát ngậm mua nước trái cây uống mà sao mít lờ nè okay. Ủa thì Ngọc Anh ok đen xây mờ phải không đen xây mờ 60 kg cái này là gì đen gì đây đen xây mờ đen mờ cho Quyên Quyên nè đen xây ít lờ nè mua mặt cặp cũng bình thường nãy giờ đâu thấy comment đâu cho em đen xây ít lờ 65-67 kg đen XL 65-67 kg đen XL mấy chị ơi áo nam mình chỉ có màu trắng màu đen màu xám đen XL mấy chị sọc xoay mò này cả nha sọc trắng xoay mò 55 kg đổ về cái này là hàng cá sấu chất đẹp lắm sọc trắng xoay mò 55 kg đổ về cháu đen XL đi ba sọc trắng xây mờ mấy gì? Hồi nãy ai hỏi nai 2X ta nai đen 2X nè đen XL nè nai đen 2X nai nổi nè đen XL cho Quyên Quyên nè ok sọc trắng mờ đúng không ừ sọc mờ cho Serena Lutus nè ok nai 2X cho ai quên mất tiêu mất xin lỗi nè em quên mất ai dặn em quên mất tiêu đang chữ size L 60 kg 2X là 77 kg vừa không ta 2X được cho Thuy Nguyên này ok Thuy Nguyên rồi cái này đang chữ size L 60 kg đang chữ size M 55 kg cái này bán cặp luôn cho mấy bà luôn bà nào mua cặp về mặt cũng được đang chữ size M 55 kg đang chữ size L 60 kg 55-60 chị ơi bé cặp luôn không mặt cặp đi cái cặp trước mà Valentine cho mấy bà mặc đây nè cái này là xám nè xám bát in nổi liền chất này đã lắm mấy chị cái này size S tầm 60 kg ba cái này ba mặc không cái này đẹp quá trời nè cái gì size bao nhiêu size S nhưng mà bự đó ở khung được bự coi tôi 20 có khung rồi ông Vinh thì cũng mới 20 cái rồi đó đen chữ M đen chữ M không ai chốt cặp thì đen chữ M cho Nhung Nguyên ok rồi xám tay vậy trời ơi cặp có đẹp không ai chốt à chết cha cái áo đẹp mà nó bị dính chỗ này cha mất tiêu còn cái này là size gì đây đây chữ size size L mấy chị ơi xám ông Vinh chốt rồi nè thôi cho chị Bình Huỳnh đi đó ba mớ rồi cái gì Bình Huỳnh đi ok chị Bình Huỳnh này xanh than xanh mờ 55 kg xanh than xanh mờ xanh than size M
Ủa chữ size gì đây? Chữ đen chữ size L cặp hay mấy? Chữ đen size L mai chốt hả? 60kg chữ đen size L. Xanh chữ size gì đây mẹ? Xanh chữ size M. Xanh than size M. Xanh than M cho Trang Nguyên. Rồi đen chữ size L 60kg. Đen chữ size L 60kg. Nè. Trắng đáp nổi size XL nè. Trắng đáp nổi size XL 65-67kg nè. Phải mở ra nha. Trắng đáp nổi. Trời, cái hàng này mình mặc cũng xịn luôn đó. Xịn lắm luôn á. Em nói thiệt luôn á. Ồ, vậy đã chưa? Phải rất là đã luôn. Rồi đỏ này size S giùm em nha. Tầm 53-54kg đổ về. Chốt em mã đỏ size S. Nữ mình thì 60kg lấy mặc cũng được. Trắng XL cho Đinh Thị Thúy nè. Ok. Rồi chốt cho em mã đỏ size S. Hàng này xịn lắm luôn á. Em nói thiệt với cả nhà luôn á. Đỏ size S. Mình mặc sướng. Sướng lắm. Áo thun mình âm si nghe vậy mấy áo thun của hàng em nè. Nè, đen trơn size M chắc nó đã lắm. Đen trơn size M tầm 53 cái độ về. Đen trơn size M 53-54 cái độ về. Nữ mình nó thì 60kg mặc cái đó cũng được. Nhưng mà đen trơn M mấy chị ơi. Nè, cá sấu size XL nè mấy chị. Đen cá sấu size XL, vải nó xịn lắm. Cái logo này nó in nhũ bạc lên cho cả nhà luôn. Đen cho ai Ly Phạm. Ok. Rồi cái này cá sấu size XL. Đen XL. Đen XL 65kg. Đen XL 65kg. Thấy như Quỳnh em ơi. Rồi thôi nghỉ đi thôi. Ừ. Rồi nghỉ đi mấy đen chị. Đen XL mấy chị ơi. XL 77kg không vừa thôi. XL 77kg. XL cho Hưng Hưng nè. Ừ. Mà lại tiếp theo bà ơi mệt quá. Nào làm tiếp theo. Rồi đó. Chứ váy caro ở phía sau nó là bơ chung. Phi size giùm em. Hàng của nó này cả nhà, chất đã lắm, hai túi. Rồi chốt giùm em mã caro giùm em luôn nha cả nhà nha. 53 kg đổ về, chốt em mã caro luôn, bán cho mấy chị luôn 49.000 caro. Bao bà ơi. Caro 49.000. Caro 49.000 giùm em kèm số điện thoại nha. Caro 49. Mai lại tiếp cha đi giờ mày quá. Thôi nghỉ đi, nghỉ đi bà đuối quá. Không mấy chị em mà. Thì xíu em đuối quá mấy chị. Đuối quá chứ không có gì hết á. Chứ bán là kiếm tiền cho em mà chứ kiếm tiền cho ai đâu. Thiệt luôn á mà đuối quá. Thôi nghỉ đi mình còn ngày mai mình like nữa mà. Hôm nay mình mua không được thì mai mình mua. Nha cả nhà nha. Thì em mệt quá mấy bạn còn ấy. Ngày mai nữa mấy chị ơi. Caro cho Trang Nguyễn, caro cho Hạnh Phan. Có áo kiểu áo thun cái gì cũng có. Nha cả nhà. Cảm ơn mấy chị nhiều nha. Ok, bye bye. Còn mai nữa mà đúng không? Bye bye.